xem giang giật một người thật có thể địch nổi trăm vạn đại quân hôm nay mặc cho hắn có nghịch thiên chi năng, cũng không có khả năng lực kéo sóng to. chương 305, Hạ Vô Hối Chết, Giết, chư vị nguyên soái tướng quân thoáng cái lệnh, trăm vạn đại quân toàn bộ động, tụ liền thanh long hoàng triều long tướng quân đều xông đi lên. Liên quân bên này mặc kệ là quân đội số lượng vẫn là cường giả số lượng đều toàn thắng đại hạ quốc bên kia, bọn hắn đây là chuẩn bị bằng nhanh nhất tốc độ đem hạ vũ thành cường giả cho chém giết, đem đại hạ quốc tiêu diệt. Liên quân cường giả khẽ động, tràng diện trong nháy mắt chuyển biến, nguyên bản đại hạ quốc bên kia đã bị áp chế, giờ phút này lại là hoàn toàn là bị đè xuống đánh, thậm chí có thể nói. Bị tàn sát, đại hạ quốc thần du cường giả còn có bao nhiêu không đến vạn người, đây là tô gia tích xúc nhiều năm lực lượng một lần cuối cùng bộc phát, thần du ngũ trọng cường giả càng ít, chỉ có 7, 800 người. Trái lại liên quân bên kia, ánh sáng thanh long hoàng triều thần du cường giả đã đạt đến 8.000, thần du ngũ trọng còn đạt đến ngàn người trở lên, còn lại vài quốc gia đại quân mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng là cộng lại cường giả là một con số kinh khủng. Phanh phanh, suy suy, khắp nơi tại bạo tạc, khắc khắc vào người chết, liên quân cường giả xông lên tuyến đầu, đối mặt đại hạ quốc quân đội, cũng cảm giác một tôn sư tử vọt vào bầy cừu, quả thực là đồ sát. Nhất là Thanh Long hoàng triều thần du cường giả, rất nhiều đều là cầm linh khí cùng thiên khí, chém người tựa như chặt dưa hấu nhẹ nhõm. Giết giết giết, mặc dù như thế, đại hạ quốc quân đội vẫn là không có tan tác toàn bộ đều điên giải phóng tới liên quân. Rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía nơi xa ngay tại đồ sát thần võ quốc đại quân giang giật, khóe miệng đều lộ ra nhe răng cười, bọn họ cũng đều biết kéo đến thời gian càng lâu, giang giật liền có thể giết càng nhiều người. Trốn cũng là chết, chiến cũng là chết, vậy không bằng đụng một cái, chỉ ít có thể kéo một số người đệm lưng. Tô Như Tuyết vẫn như cũ đứng tại trên tường thành, Tô Địch Vương đã được đưa về Hoàng Cung, trong khoảng thời gian này đến Tô Địch Vương suýt chút nữa thì hỏng mất, nghe được lẩn trốn vương tử công chúa Tô Gia Tinh Anh đều bị giết, hắn rốt cuộc không chống nổi. Tô Địch Vương không tại, Tô Như Tuyết tự nhiên trở thành giữa sân địa vị cao nhất người, sắc mặt nàng băng lãnh, ánh mắt tại bốn phía liếc nhìn, đột nhiên khẽ kêu, gióng trống. Đông đông đông, trên tường thành rất nhanh vang lên một trận kỳ dị tiếng chống trận, cái này tiếng trống rất có tiết tấu, nhưng cảm giác không phải công kích hoặc là tín hiệu rút lui. Vù vù, cái này tiếng trống trận cùng một chỗ, đại hạ quốc bên này quân đội cùng cường giả đột nhiên biến trận, rất nhiều quân sĩ nhanh chóng hướng hai bên nghiêng nghiêng phóng đi, tại cửa thành bắc phía trước nhường ra một nhanh to lớn đất trống. Mà tô ra bản tộc hơn 200 cường giả thì nhanh chóng vào tới giữa đất trống, chờ phía trước cùng liên quân khai chiến đại hạ quốc quân đội bị đánh giết về sau, một nửa mắt người mắt đều phát sáng lên. Hưu, cùng một thời gian, tô như tuyết cùng trên tường thành tô ra còn sót lại hơn 20 tên thần du cường giả cũng toàn bộ bay vụt mà đến, trong mắt cũng đều sáng lên tử quang. Tử mị thần quang, thối lui, mau lui lại, Vù vù, Tô ra dị động rất nhanh đánh thức liên quân thống soái vô số tướng quân quát lớn, vô số cường giả nhanh chóng hướng hai bên chạy trốn mà đi. Xuy suy hơn 100 đạo tử quang phát sáng lên, hóa thành hơn 100 đạo cột sáng bay đi, cái này tử quang tốc độ như kích quang điện ảnh, lóe lên đã tới gần liên quân, thảm kỳ cũng lập tức phát sinh. Xuy suy phàm là bị tử quang đánh trúng võ giả, từng mảnh từng mảnh thân thể trực tiếp bị bắn ra một cái cự cử đại cửa hang. Nếu như là đầu bị bắn trúng, vậy hắn đầu trực tiếp hóa thành bột mịn, thân thể còn đứng đứng ở nguyên địa, biến thành một cỗ thi thể không đầu. Cái này tử quang rất là bá đạo, mỗi đạo tử quang đều có thể bay vụt ra ngoài mấy ngàn trượng khoảng cách, phàm là ven đường những nơi đi qua quân sĩ, toàn bộ thân thể đều xuất hiện một cái lỗ thủng to, thậm chí. Rất nhiều người đều cảm giác không thấy đau đớn, kinh ngạc nhìn xem bộ ngực mình lỗ lớn hai mắt về sau, mới hết thảm một tiếng, ẩm vang ngã xuống đất. Hùng tàn, Giang giật nhìn lướt qua, huyết hồng đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chỉ là hơn 100 người phát ra tử mị thần quang, còn vẻn vẹn một vòng, bị đánh giết đả thương ít nhất 2.000 người trở lên. Cái này nếu là nhân số đạt tới vạn người, có thể không ngừng thả ra lời nói, trăm vạn đại quân cũng có thể nhẹ nhõm chém giết a à. Xuy suy bắn ra tử mị thần quang tô ra võ giả rất mau lui lại hạ, đằng sau tô ra tộc nhân nhanh chóng hướng phía trước sông ra, trong đôi mắt tiếp tục sáng lên tử quang, hơn 100 đạo tử quang mà ra, lại là từng mảnh từng mảnh võ giả bị chém giết. Rất quỷ dị là, trong thời gian này có không ít thần du cường giả thả ra nguyên lực công kích, nhưng những này tử mị thần quang trực tiếp xuyên thấu những này nguyên lực công kích, căn bản không có phát sinh bạo tạc. Mà lại những này nguyên lực công kích hướng tô gia tộc nhân công kích mà đi lúc, phụ cận có không ít đại hạ quốc quân sĩ đều nổ bắn ra mà đến, dùng huyết nhục chi khu ngăn trở những này nguyên lực công kích, bảo hộ phía sau tô gia tộc nhân. Suy suy, cứ như vậy, tô gia tộc nhân thay phiên không ngừng bắn ra tử mị thần quang, từng mảnh nhỏ chém giết liên quân, liên quân bên kia thì không ngừng phóng thích nguyên lực công kích, để đại hạ quốc quân sĩ liên tục không ngừng đến đây chịu chết, song phương chiến đấu biến thành đối hao tổn chiến. Ha ha ha, hết biện pháp đi bọn hắn tử mị thần quang có thể phóng thích bao nhiêu lần chờ bọn hắn linh hồn tiêu hao quá nhiều, chiến đấu cũng liền kết thúc. Hạ vô hối không có sông lên, tại mấy thần du đỉnh phong ám vệ bảo hộ phía dưới, xa xa chú ý phía trước tình hình chiến đấu, Giang giật còn tại chém giết từng mảnh từng mảnh thần võ quốc đại quân, nhưng hắn nhưng không có nửa điểm đau lòng, ngược lại lặng lẽ cùng Ngụy Công Công mở miệng nói, Ngụy Công Công, ngươi vụng trộm nấp đi qua, chờ bọn hắn lại phóng thích 10 lần tử mị thần quang, đoán chừng toàn bộ đều sẽ suy yếu đến đã hôn mê, ngươi đi đem tô như tuyết cho ta bắt được, tiện nhân kia ta muốn dẫn trở về tươi sống ngược sát. Tốt, Ngụy Công Công nhẹ gật đầu, nhanh chóng tại trong đại quân tiềm hành, hướng tô như tuyết phương hướng lượn quanh đi. Ừ nhưng hắn vừa mới lao ra ngàn trượng khoảng cách lúc, đột nhiên nội tâm run sợ một hồi, cảm giác mãnh liệt bất an, hắn còng xuống cõng đột nhiên thẳng tắp, con người như điện hướng giang giật chỗ phương vị quét tới. Không được, giang giật tại thời khắc này thân thể đột nhiên biến mất, lần nữa thả ra phệ hồn na di thuật. Một giây sau xuất hiện thời điểm, lại là tại hạ vô hối phụ cận mấy trăm trượng, hắn hoảng sợ bảo hống, thái tử điện hạ, mau trốn. Ừ, hạ vô hối bên người thần du ám vệ tại thời khắc này cũng giật mình tỉnh lại, toàn bộ mắt người bên trong đều là chấn kinh cùng kinh ngạc, giang giật không phải một mực không dám tới gần thần du ngũ trọng cường giả sao vì sao lần này dám thuấn di đến hạ vô hối bên người. Hưu, lập tức ba tên thần du đỉnh phong ám vệ lập tức phân ra hai người hướng giang giật phóng đi, một người mang theo hạ vô hối như thiểm điện lui nhanh. Chết, giang giật trong tay hỏa long kiếm đột nhiên đánh xuống, hắn hỏa linh châu tại thời khắc này cũng phát sáng lên, vẫn không dùng tới hỏa linh thạch. Lần này trực tiếp lấy ra ba cái, đột nhiên hướng phía trước đập tới. Trốn, hai tên thần du đỉnh phong ám vệ tại giang giật lấy ra hỏa linh thạch lúc bị hù dọa, kia kinh khủng nhiệt độ cao để bọn hắn ngửi thấy khí tức tử vong, bọn hắn tiếp tục hướng giang giật phóng đi có khả năng chém giết hắn, nhưng bọn hắn tuyệt đối phải chết, sở dĩ bọn hắn bản năng lựa chọn đào tẩu. A à, a, à, à, hỏa linh thạch hướng phía trước bay đi, phía trước quân sĩ cùng thống lĩnh toàn bộ phát ra tuyệt vọng kêu thảm, kia hai tên thần du cường giả tối đỉnh cũng cảm giác thân thể bị thiêu đốt, nhưng bọn hắn tốc độ phản ứng coi như nhanh cuối cùng thế mà cho hai người chạy trốn nguy hiểm thật nguy hiểm thật hai người liếc nhau nhìn thấy trong mắt đối phương đều là sống sót sau tai nạn may mắn bất qua cái này may mắn rất nhanh chuyển hóa thành hoảng sợ bởi vì hai người nhìn thấy giang giật thân thể lại biến mất tại nguyên chỗ hai người hoàn toàn tỉnh ngộ kêu to lên thái tử cẩn thận ông hai người tiếng kêu đã quá muộn giang giật dưới thân thể một giây trực tiếp ra hạ vô hối phụ cận xuất hiện trước tiên lấy ra hỏa linh thạch không, không, hạ vô hối nhìn thấy giang giật thân thể ngưng kết sau cũng đánh thức, nhìn thấy hỏa linh thạch xuất hiện càng là tuyệt vọng giống to. Cùng chết đi, mang theo hạ vô hối thần du cường giả, cảm nhận được hỏa linh thạch bên trong kinh khủng nhiệt độ cao, trong mắt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Khoảng cách gần như thế, hắn biết rõ đừng nói hạ vô hối, coi như hắn đều trốn không thoát. Sở dĩ hắn không có trốn, ngược lại liều lĩnh hướng giang giật phóng đi, đưa tay bắn ra hai đạo chỉ phong phân biệt đối giang giật đầu cùng ngược vị trí trái tim vào tới, như thế khoảng cách, hắn tự tin giang giật còn không có thuấn gì đi, tuyệt đối phải chúng chiêu bỏ mình. chương 306, giết chết hắn thích nhất nữ nhân. a à, hạ vô hối trơ mắt nhìn xem hỏa linh thạch bay vụt mà đến, nhìn thấy áo bào cùng lông tóc bị khủng bố nhiệt độ cao thiêu, cảm nhận được toàn thân đều muốn bốc cháy lên, hắn phát ra một tiếng tuyệt vọng thê giống, cái này trong tiếng hô có quá nhiều không cam lòng, quá nhiều hận ý, quá nhiều hối hận. Chuyến này hạ đỉnh uy phái hắn lĩnh quân, hắn rất là kích động, cũng hùng tâm bừng bừng, lòng tin tràn đầy, vốn cho là có thể nhẹ nhõm hủy diệt đại hạ quốc, ghi tên sử sách, còn có thể trọng trần uy danh, lại không nghĩ rằng cuối cùng chết tại hạ vũ thành bên ngoài. a, à, hạ vô hối về sau, kia thần du cường giả tối đỉnh còn có phụ cận mấy tên hộ vệ đồng dạng bị đốt xiết, nhưng cái này thần du cường giả sau cùng một khắc này trên mặt không có thống khổ, ngược lại đều là nhe răng cười, bởi vì chỉ phong đã gần sát giang giật, giang giật căn bản không kịp thuấn di. Giang giật hoàn toàn chính xác không kịp thuấn di, tốc độ quá nhanh, trong mắt của hắn hắc sắc nguyên lực quán chú, để thị lực trở nên kinh khủng, trong nháy mắt phán đoán cái này hai đạo chỉ phong phi hành quỹ tích, não hải cũng nhanh chóng vận chuyển, nghĩ đến biện pháp. Hỏa long kiếm, xem ngươi, cuối cùng, giang giật thực sự không cách nào, chỉ có ỷ vào hỏa long kiếm. Thần du cường giả chỉ phong rất hung tàn, đoán chừng một tòa đại sơn đều có thể bắn thùng, hỏa long kiếm là thánh khí, chất liệu đặc thù, giống như hỏa long kiếm ngăn không được bị bắn thùng, hắn lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đối phương chỉ phong bắn ra, giang giật bên này lập tức phản ứng lại, bằng nhanh nhất tốc độ cầm trong tay hỏa long kiếm có chút hướng lên trên mặt dương lên, nhưng ngăn tại thân thể phía trước. Phanh phanh, hai đạo tiếng vang nặng nề lóe sáng, để giang giật kinh hỉ vạn phần là, hai đạo kinh khủng chỉ phong bắn tại hỏa long kiếm bên trên, hỏa long kiếm thế mà không có nửa điểm sự tình. Bất quá kinh hỉ về sau hắn lợi mã tựu biến sắc, bởi vì cái này hai đạo chỉ phong bên trong lực lượng quá cường đại, hắn miệng hồ tê dần, hỏa long kiếm thoáng cái không cầm được, nện ở bộ ngực hắn cùng trên mặt, tiếp lấy thân thể của hắn bay rớt ra ngoài, cũng cảm giác một viên đạn pháo theo ống pháo bên trong bắn ra. Giang giật thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng sau lưng đại quân đập tới, một đường liên tục mang theo hơn 10 người cùng một chỗ bay ngược, cuối cùng thế mà đập bay mấy chục người, một đường thẳng quân sĩ đều bị đâm đến ngã trái ngã phải, phía trước nhất mấy người còn bị đâm đến thổ huyết. Phốc, Giang giật cũng phi thường không dễ chịu, ngược cùng đầu cảm giác bị hai cái thiết quyền đập chúng, người giữa không trung tiên huyết không cần tiền phun ra, đầu cũng mê man. Còn tốt hắn có sát lục chân ý, sau lưng quân sĩ động đậy không được, nếu không tự vừa rồi nếu là tùy ý một tên quân sĩ dùng binh khí đối hắn phía sau lưng, hắn giờ phút này đoán chừng đều đã chết. Thái tử, điện hạ, vô số tiếng kêu to vang lên, toàn bộ trong đôi mắt đều là chấn kinh cùng sợ hãi. Hạ vô hối vậy mà chết thần võ quốc thái tử, tương lai vương thượng, hạ đình uy yêu thích nhất nhi tử thế mà chết rất nhiều thần võ quốc đại nhân vật đều mộc, lần này trở về bọn hắn làm như thế nào cùng Hạ Đình Uy bàn giao Hạ Đình Uy lại hội cỡ nào giận dữ có bao nhiêu người đầu muốn rơi xuống đất. Phốc, rất nhiều cường giả đều nhìn qua ngã trên mặt đất, khóe miệng còn tại không ngừng quẹ ra tiên huyết giang giật, ánh mắt lộ ra lạnh thấu xương sát cơ. Vừa rồi có lẽ rất nhiều người sẽ có cố kỵ, nhưng tính chất lại hoàn toàn khác biệt, giang giật phải chết, bằng không bọn hắn căn bản không có cách nào cùng Hạ Đình Uy bàn giao, rất nhiều người đều hội đầu người rơi xuống đất. Hugh, lập tức bốn năm tên thần du cường giả tối đỉnh hướng giang giật bắn tới giờ phút này giang giật thụ trọng thương chính là đánh giết hắn cơ hội tốt hai tên thần du đỉnh phong khoảng cách giang giật còn cách một đoạn nhưng lại tứ không kiêng sợ thả ra nguyên lực công kích không tiếc đem phía trước một đội quân sĩ rào sát cũng muốn giết chết giang giật điện hạ càng xa xôi ngụy công công ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê giống hắn là hạ vô hối ám vệ hạ vô hối chết hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ hắn thân thể như một cái nổi giận như sư tử hướng giang giật lướt đến nhưng hắn vừa mới bôn tẩu mấy bước kia mấy tên thần du đỉnh phong nguyên lực công kích vừa mới phát ra giang giật thân thể đã đột một biến mất tại nguyên chỗ hắn lại vận dụng phệ hồn na di thuật a à, a à, a à. ngụy công công mái đầu bạc trắng không gió mà bay trong đôi mắt đều là tức giận cuồng hống vài tiếng ánh mắt tại bốn phía liếc nhìn tìm kiếm giang giật thân ảnh chỉ là giang giật vừa mới thuấn di về sau cứ việc sắc mặt tái nhợt như tuyết nhưng không hề dừng lại một chút nào lần nữa thuấn di, hắn cùng mấy tên khác thần du đỉnh phong căn bản không thể tới gần hắn. Chết, ngụy công công trắng nón không cần mặt lộ ra một vòng dữ tợn, hắn oán độc mắt tử không lại nhìn về phía giang giật, mà là quét về phía nơi xa sau giang giật còn muốn hư như tô như tuyết, thân thể của hắn như một cái hành tàu tại đêm tối u lang hướng tô như tuyết phương hướng phóng đi. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, hạ vô hối chết rồi, hắn nhất định phải chết, sở dĩ hắn muốn trả thù, đã giết không chết giang giật, vậy liền giết chết hắn thích nhất nữ nhân tô như tuyết hoàn toàn chính xác rất suy yếu không chỉ là nàng tất cả tô gia tộc nhân đều hư nhược muốn mạng liên tục không ngừng phóng thích tử mị thần quang cứ việc bị các nàng đánh giết người đã đạt tới mấy vạt nhưng các nàng toàn bộ đều nguyên khí đại thương linh hồn chi lực tiêu hao quá nhiều thậm chí có người thân thể đều có chút lung la lung lay kém chút té ngã trên đất chết ngụy công công tốc độ quá nhanh chỉ là mấy cái trong chớp mắt đã theo bên cạnh lượn quanh đến tô như tuyết đám người bên trái hắn thân thể đột nhiên nổ bắn ra mà lên, trong thân thể nguyên lực điên cuồng vận chuyển, ngưng tụ ra một cái cự đại thủ trường, đột nhiên đối bên kia vỗ tới. Khóe miệng của hắn cũng đều là giữ tận ý, nguyên lực quán chú bạo hống, giang giật, trợn to mắt chó của ngươi, xem ngươi nữ nhân là chết như thế nào. Ngụy công công thanh âm rất lớn, chấn động đến phụ cận quân sĩ màng nhĩ đều một trận đau nhức, cũng kinh động đến còn tại một đường thuấn di giang giật. Ừ, giang giật đầu cùng ngực vẫn như cũ ẩn ẩn làm đau, khóe miệng cũng có tiên huyết tràn ra, sắc mặt phi thường khó coi, giờ phút này nghe được Ngụy Công công, ánh mắt của hắn đột nhiên hướng Tô Như Tuyết vị trí quét tới, xem xét phía dưới sắc mặt triệt để trở nên trắng bệch. Ngụy Công công cái này một cái đại thủ trưởng khoảng chừng cao mấy trượng, rõ ràng là đạo văn công kích, bởi vì bàn tay này đánh ra về sau, đột một tiêu tai trên không trung, sau đó tại Tô Như Tuyết bọn người trên đầu giữa không trung ngưng tụ, như một tòa núi cao, chân áp mà xuống. Cái này đại thủ trưởng hẳn là Ngụy Công 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 kích mạnh nhất, uy áp cực kỳ cường đại, phụ cận có quân sĩ vốn định bay vọt lên, tự động chịu chết cho mọi người đến thoáng cái, nhưng rất nhiều tử phủ cảnh võ giả phát hiện căn bản động đậy không được. Giang giật khoảng cách tô như tuyết rất xa, giờ phút này căn bản không có cách nào chạy tới, chỉ có thể nhìn thấy tô như tuyết trơ mắt nhìn qua đại thủ trưởng gào thét mà xuống, trong mắt đẹp đều là kinh ý, tựa như một cái bị dọa sợ tiểu miêu. Lúc trước hắn vẫn nghĩ đánh giết hạ vô hối, sở dĩ cũng không có thời gian đi quản bên kia, hắn trong khoảng thời gian này tại thần võ quốc đại quân chỗ phương vị thuấn di, cũng một mực là đang cố ý kiến tạo một loại hắn không dám tới gần thần du cảnh ngũ trọng cường giả giả tược, cuối cùng thành công lợi dụng hỏa linh thạch chém giết hạ vô hối. Không, mặc dù hắn trong lòng rất rõ ràng, hôm nay tô như tuyết sẽ chết, nàng tuyệt đối sẽ không đi theo hắn đơn độc rời đi, trong lòng của hắn cũng làm xong cùng tô như tuyết cùng chết quyết tâm. Nhưng ở nàng sẽ chết đi một khắc này, giang giật tâm vẫn là đau cắt hắn điên cuồng hướng tô như tuyết phương vị thuấn di mà đi, không ngừng bạo giống gào thét, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy cái kia đại thủ trưởng đem tô ra mọi người bao phủ đi vào. chương 307, hôm nay, tất cả mọi người muốn chết. Tô ra hơn 200 người, không thiếu có thần du cường giả tối đỉnh, nhưng bọn hắn quá hư nhược căn bản chạy không thoát, cũng không thể phóng thích cường đại công kích ngăn cản. Tử mị thần quang là bọn hắn sau cùng thủ đoạn, cái này thần thông tựa như cấp thấp yêu thú yêu thuật, một khi phóng thích quá nhiều bọn hắn chỉ có thể sống sống chờ chết. vù vù mấy tên tô gia trên mặt lão nhân lộ ra tàn cười, dùng hết trong thân thể lực lượng cuối cùng, thân thể bay vụt mà lên, ngạo nghễ không sợ hướng đại thủ trưởng bay đi, muốn dùng thân thể của bọn hắn cho sau lưng tô gia tộc nhân kiến tạo một chút sống sót cơ hội. dầm 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 cái này đại thủ trưởng rất hung tàn, mấy tên tô gia thân thể lão nhân vừa mới đụng chạm cũng cảm giác cùng một tòa đại sơn chạm vào nhau, trực tiếp bị đánh chết giữa không chung Mặc dù như thế vẫn là không ngừng có tô gia tộc nhân bay vụt mà lên, như từng cái dập lửa bươm bướm hướng đại thủ trưởng đánh tới, phóng thích bọn hắn sau cùng dư huy. Giang giật, ta thích nhất nam nhân, tạm biệt, tô như tuyết trong mắt kinh ý biến mất, hắn nghe được giang giật tiếng gầm gừ, ánh mắt hướng nơi xa ném đi, nhìn thấy giang giật không ngừng hướng bên này thuấn di, nàng yếu ớt như tuyết mặt lộ ra một tia tuyệt mỹ ý cười, tựa như một đóa sẽ héo tàn tuyết liên hoa, thê mỹ tuyệt luân. Oanh, đại thủ trưởng rốt cuộc rơi xuống, mặt đất chấn động, bụi mù hướng tứ phía biện pháp đáng đi, đem rất nhiều quân sĩ đánh bay ra ngoài. Mặt đất cũng bị đánh ra một cái cửa đại thủ ấn, hắc u. u nhìn không thấy đáy, cũng cảm giác tô ra sở hữu tộc nhân đều bị một trường này, trực tiếp đưa vào cửa u minh giới bên trong. Không, Giang Giật Thuấn di thân thể đứng tại nửa đường, hắn huyết hồng con ngươi xứng sở nhìn qua mấy ngàn trượng bên ngoài cái kia to lớn thủ ấn, bắp thịt trên mặt hoàn toàn bóp méo, trên thân đều là tử khí. Như thế cường đại công kích, Tô gia tộc nhân toàn bộ đều suy yếu tới cực điểm, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, chứa nói chi là thực lực chỉ có tử phủ cảnh tô như tuyết. Chết, Giang giật tâm giờ khác này tựa như bị xé nứt, tim như bị đau cắt, hắn trơ mắt nhìn thích nhất nữ nhân chết đi, hắn còn chưa tới phải gấp chính miệng nói cho nàng, hắn đến cỡ nào thích nàng, yêu hắn. Hắn thậm chí đều không có rắt thoáng cái tay của nàng, nàng liền đã hồn về 9 ngày rồi, mà lại. Có khả năng thi thể đều bị đập nát, chết, Giang giật trong đầu hồi tưởng lại hai người nhận biết từng ly từng tí, nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy tô như tuyết kinh diễm, nhớ tới tại linh thú thành bên ngoài nàng mở miệng hỗ trợ, nhớ tới tô như tuyết dẫn đội kia một hai tháng hai người chung đụng ấm áp, nhớ tới thiên quân mộ trong nàng kiên định muốn cùng chính mình đi, nhớ tới trong phủ thái tử nàng thống khổ xoay người, nhớ tới hạ vũ thành quốc yến bên trong nàng nhìn thấy chính mình đôi mắt đẹp quang mang vạn trượng trong nháy mắt đó. Giữa hai người có rất rất nhiều cố sự, cùng một chỗ kinh lịch rất rất nhiều kiếp nạn, Giang giật cũng có quá nhiều muốn cùng tô như tuyết nói, nhưng giờ phút này cái gì đều không nói được, tô như tuyết chết rồi, giang giật tâm cũng đã chết. Chết rồi, chết rồi, chết, giang giật trên mặt đều là tử ý, như một cái kẻ ngu xứng sở nhìn qua phía trước, một mực lầm bầm không ngừng. Sát khí trên người chậm rãi lại yếu bớt, khóe miệng tụ huyết còn tại chảy xuống, nhỏ xuống trên mặt đất, giờ khắc này trong tay hắn hỏa long kiếm đều ảm đạm tối tăm, tựa hồ tô như tuyết chết rồi, hắn cũng không muốn sống hưu ngụy công công nhìn thấy giang giật bộ dạng này trong mắt thoáng cái sáng lên cơ hội tốt như vậy làm sao lại từ bỏ hắn cùng cách đó không xa một tên thần du đỉnh phong liếc nhau thân thể hai người nhanh chóng hướng giang giật phóng đi ba ngàn trượng hai ngàn trượng một ngàn trượng càng đến gần giang giật ngụy công công cùng tên kia thần du cường giả con mắt càng ngày càng sáng bởi vì giang giật đến giờ phút này còn đần độn đứng thẳng căn bản không có nửa điểm nghĩ công kích dấu hiệu chết ngụy công công nhe răng cười khẽ quát một tiếng lần này hắn không có phóng thích lần trước như thế đạo văn công kích, mà là thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, cùng một tên khác thần du cường giả tựa như tia chấp hướng giang giật kích bắn đi, bọn hắn sợ đánh thức giang giật, nghĩ trực tiếp tới gần hắn tự tay đánh chết. 800 trượng, 600 trượng, 300 trượng, ngụy công công tâm đều nâng lên cuống họng khẩu, giống như hắn có thể tự tay chém giết giang giật, có lẽ hắn liền có thể lấy công chuộc tội không cần chết. Uống, tại trăm trượng khoảng cách lúc, ngụy công công trong thân thể khí thế thoáng cái bạo phát đi ra, cả người cũng như một đầu cuồng long mà đi, khoảng cách gần như thế, Giang giật coi như thuấn gì hắn cũng có nắm chắc đánh chết, người khác giữa không chung bảo hống, Giang giật, chết. Chết, Giang giật rốt cuộc bị đánh thức, hắn mở miệt hướng ngụy công công phương hướng nhìn một cái, nhìn thấy ngụy công công một tay nắm như ưng chảo không ngừng tại hắn trong đôi mắt phóng đại, nhìn thấy một bên khác một đạo hắc ảnh cũng mà đến, trường kiếm trong tay như tia chớp màu đen hướng hắn phóng tới. Hắn cũng không có nửa điểm kinh hoàng, cũng không có phóng thích về hồn na di thuật ý tứ, ngược lại trên mặt hắn một mảnh yên tĩnh cùng tử khí hắn cúi đầu xuống thất thần thì thào chết đi chết đi như tuyết chết rồi ta còn sống làm gì một chết chăm xong không đúng đột nhiên hắn tựa hồ nhớ tới cái gì đầu lại một lần nữa đột nhiên nâng lên huyết hồng con ngươi nhìn về phía ngụy công công sắc mặt bình tĩnh cũng biến thành dữ tợn hắn lúc đầu yếu đi sát khí trong nháy mắt tuôn trào ra trên người hắn khi thế phóng lên tận trời lúc đầu chỉ là hiện ra hồng quang con ngươi triệt để trở nên đỏ như máu hắn nhúc nhích miệng mở miệng nói, là ngươi giết như tuyết kia vì sao ngươi không chết đi. Ha ha ha, ngụy công công ưng chảo đã tiếp cận giang giật 10 trượt, một giây sau phải bắt toái giang giật đầu, cứ việc giờ khắc này giang giật tỉnh ngộ lại, nhưng hắn tự hỏi có thể nhẹ nhõm chém giết giang giật, coi như giang giật phóng thích hỏa linh thạch hắn cũng có thể chém giết hắn. Giang giật giờ phút này trong tay hỏa linh châu cũng không có sáng lên, sở dĩ coi như hắn muốn lấy ra hỏa linh thạch cũng đã muộn. Chết, chết, sở hữu muốn thương tổn như tuyết người đều muốn chết hỏa linh châu hoàn toàn chính xác không có sáng lên, thậm chí hỏa long kiếm giờ phút này đều ảm đạm tối tăm, giang giật chỉ là ngửa đầu gào thét không ngừng. Nhưng ở hắn gào thét thời điểm, hắn tóc đen đột nhiên không gió mà bay, lăng không bay múa, càng quỷ dị chính là. Hắn mái tóc màu đen, vậy mà nhanh chóng trở nên đỏ như máu. Cái này, ngụy công công cùng kia thần du cường giả tối đỉnh trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Phụ cận bị giang giật sát lục chân ý một mực chân áp cấp thấp quân sĩ cũng đôi mắt co rụt lại, tựa như gặp quỷ một đêm sầu bạch phát việc này rất nhiều người nghe nói qua nhưng tóc đen đột nhiên biến thành huyết hồng việc này lại là chưa từng nghe thấy đây chính là cổ văn bên trong chuyện thần thoại xưa cũng không có chứ giờ phút này vẫn sống sờ sờ phát sinh ở trước mặt bọn hắn chết mặc dù giang giật trong thân thể xuất hiện quỷ dị biến hóa nhưng ngụy công công thân thể vẫn là không có nửa điểm dừng lại một cái ưng chảo phá không mà đi đối đầu của hắn hung hăng vồ xuống ông ngay một khắc này Giang giật trong thân thể đột nhiên bộc phát ra kinh khủng sát khí, sát khí kia so trước kia cường đại ít nhất có gấp 10. Kinh khủng sát khí để giang giật biến thành một cái viễn cổ hung thú, loại khí thức kia trực tiếp đem phụ cận mấy trăm tên cấp thấp tử phủ cảnh quân sĩ, thậm chí bao gồm cấp thấp thần du cấp thống lĩnh đều trấn áp nằm dạp trên mặt đất, thất khiếu không khô huyết. Cái này cái này, ngụy công công ưng chảo rời đi giang giật rõ ràng chỉ có một thước khoảng cách, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động liền có thể bóp nát đầu của hắn, nhưng ở giờ khắc này hắn thân thể lại là không thể động đậy toàn thân mềm yếu bất lực nguyên lực nhiễu loạn trong đầu cũng cảm giác đằng không tầm thường nửa điểm chiến ý tại cái này cường đại sát khí trước mặt hắn cũng cảm giác giang giật biến thành một tôn ma thần không thể địch nổi để hắn không dám có nửa điểm đối chiến chi tâm tóc tóc một bên khác khoảng cách giang giật cũng chỉ có trăm trường khoảng cách thần du cường giả tối đỉnh thân thể cũng dừng lại trong đôi mắt đều là hoảng sợ thân thể run lẩy bẩy sợ hãi tới cực điểm hắn nhìn qua sừng sững tại trong đại quân, mái tóc màu đỏ lăng không bay múa giang giật, dùng hết lực khí toàn thân mới hé miệng kinh hô lên, như thế cường đại sát khí, chẳng lẽ giang giật sát lục chân ý đến đệ tứ trọng trở lên cái này. Làm sao có thể năm đó giết chóc thiên tôn đạt tới đệ tứ trọng, cũng hao tốn thời gian mấy chục năm A à giang giật mới bao nhiêu lớn. Giang giật huyết hồng ánh mắt chậm rãi tại phụ cận vô số hoảng sợ trên mặt đảo qua, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, mái tóc màu đỏ cùng áo bảo bay múa không ngớt, bay phất phới, hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong hỏa long kiếm, như minh giới sứ giả câu hồn tiếng vang lên ở trong sân, hôm nay, tất cả mọi người muốn chết. chương 308 Kim Cương Cảnh Cường Giả, sát lục chân ý đệ tứ trọng, không chỉ là ngụy công công cùng phụ cận tên kia thần du đỉnh phong, toàn trường bao quát đại hạ quốc bên này còn sót lại thần du cường giả đều khiếp sợ, rất nhiều sắc mặt người đều là ước ao ghen tị chi sắc. Chân lý võ đạo, đây là rất thần kỳ đồ vật. Chân lý võ đạo phi thường khó khăn cảm mộ, ngàn vạn võ giả có thể có một người cảm mộ cũng không tệ rồi. Mà lại chân lý võ đạo càng khó khăn tăng lên, nhưng một khi đề cao đến tứ trọng ngũ trọng phía trên, uy lực kia là tương đương dọa người. Thiên tinh đại lục trong lịch sử xuất hiện qua hơn 100 loại chân lý võ đạo, trong đó tối cường chân lý võ đạo có 10 loại, tỷ như giang biệt ly bá vương chân ý tự xếp hạng thứ 6, mà giang giật sát lục chân ý lại là xếp hạng đệ tam. Sát lục chân ý có bao nhiêu cường đại, bởi vì sát lục thiên quân chết đi quá lâu, rất nhiều người chỉ là tại trên sử sách nhìn qua một chút tư liệu, càng nhiều người lại chỉ là nghe nói cái này truyền thuyết, nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người có thể đều cảm thụ sát lục chân ý cụ thể mạnh bao nhiêu. Cảm mộ đến đệ tứ trọng, thần du cảnh đỉnh phong đều đề không nổi nửa điểm chiến ý. Nói một cách khác, sát lục chân ý đệ tứ trọng, thần du cảnh vô địch. Thần du cảnh đỉnh phong võ giả đều nâng không động đao, phóng thích không được công kích, không phải thần du cảnh vô địch là cái gì? mà lại cái này sát lục chân ý để tứ trọng bao phủ phương vị càng rộng, phụ cận ngàn trượng khoảng cách võ giả đều không động được, giang giật phương viên trăm trượng cấp thấp võ giả toàn bộ bị khủng bố sát khí ép tới không cách nào đứng thẳng, giờ khác này bọn hắn đều biến thành cừu non, gặp được một đầu chân long, bị long uy bao phủ, sự sợ hãi ấy cùng cảm giác vô lực sợ là chỉ có bọn hắn có thể nhất trải nghiệm. Tuyệt thế thiên tài, vô số người nhao nhao thầm than, mặc dù là địch nhân, nhưng bọn hắn không thể không bội phục giang giật, chân lý võ đạo rất khó khăn tiến giai, tỉ như Giang Biệt Ly bá vương chân ý giờ phút này cũng còn dừng lại tại đệ tứ trọng, Giang giật bằng chừng ấy tuổi lại đuổi kịp hắn, mà lại cảm mộ chân lý võ đạo so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Hô hô, đại hạ quốc bên kia cường giả hô hấp toàn bộ dồn dập lên, lúc đầu tuyệt vọng, lần này lại dấy lên hy vọng. Giang giật thực lực đột nhiên tăng lên mấy lần, thần du cảnh vô địch, lần này bọn hắn rất có thể đều được cứu rồi, đại hạ quốc cũng có thể là sẽ không bị diệt quốc. Ai, một chút đại hạ quốc cường giả đôi mắt rất nhanh ảm đạm trên mặt đều là vẻ tiếc nuối giang giật sát lục chân ý tiến hóa đã quá muộn một chút tô ra đại bộ phận tộc nhân cùng tô như tuyết đã chết coi như giang giật có thể trợ giúp đại hạ quốc ngăn trở lần hảo kiếp này tô như tuyết chết rồi giang giật sẽ còn tiếp tục giúp đại hạ quốc sao bất quá rất nhanh bọn hắn lại nghĩ thông suốt giống như tô như tuyết không chết chắc hẳn giang giật sát lục chân ý cũng sẽ không tiến giai đến đệ tứ trọng a chính là bởi vì nàng chết giang giật muốn cho nàng báo thù nội tâm sát cơ cũng đạt tới mức trước đó chưa từng có, mới có thể đốn ngộ, sát lục chân ý mới có thể tiến dai. Vù vù, phía bên kia, Giang giật đã động thủ, hỏa long kiếm bên trên lóng lánh ánh sáng đỏ, trượt ra một đầu xinh đẹp hồng tuyến tại ngụy công công trên cổ xẹt qua. Lật tay ở giữa có thể san bằng một tòa đại sơn ngụy công công, giờ phút này biến thành thư sinh tay chói gà không chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người một nhà đầu tách rời, tại đầu người rơi xuống đất một khắc này, hắn còn chứng kiến thân thể của mình bị nhanh chóng chấp động hỏa long kiếm, chém thành mấy trăm đoạn. Xuy suy Giang giật chém giết ngụy công công về sau, tiện tay thả ra hai đầu hỏa long, hướng một đường thẳng bên trên vò tới, bên kia võ giả toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, giờ phút này thân thể đều đứng thẳng không được, bị ép tới thất khiếu chảy máu làm sao có thể ngăn cản chỉ có thể từng mảnh từng mảnh bị chém giết. Xuy suy Giang giật điên cuồng không ngừng vung vẩy hỏa long kiếm, hỏa long những nơi đi qua căn bản không ai có thể ngăn cản, tựa như giết gà giết chó nhẹ nhõm. Hắn lăng không bay múa huyết hồng tóc, phối hợp một đôi huyết hồng con ngươi, còn có một mồi lửa trường kiếm màu đỏ, cho người ta cảm giác tựa như trong địa ngục đi ra thị huyết ác ma, làm người ta nhìn một chút tựu tâm giật mình. Xong, Thánh Linh Quốc Lão Tướng Quân, Thanh Long Hoàng Triều Long Tướng Quân, còn có thần võ quốc Thái Sử Tướng Quân bọn người trong lòng nặng nề thở dài. Vạn năm qua lục đại thế lực lần thứ nhất liên hợp xuất động hủy diệt một nước, lại bị công việc của một người sinh sinh cho ngăn trở, người này vẫn là một tên không đến 17 tuổi thiếu niên. Sát lục chân ý quá mạnh, tiến dài đến đệ tứ trọng về sau, phạm vi bao phủ đã đạt tới phương viên ngàn trượt, thoáng cái đem hơn một vạn võ giả bao phủ đi vào, thần du cường giả còn không dám tới gần, cái này chiến căn bản không có cách nào đánh. Có lẽ, bọn hắn có thể tiếp tục coi thường giang giật, đổ sát đại hạ quốc quân đội, tiếp tục đem hạ vũ thành san thành bình địa. Nhưng cái này đại giới sẽ gấp bội tăng lên, phải biết giang giật thế nhưng là hội thuấn di a, à? giờ phút này giang giật giết người tốc độ cũng tăng lên thật nhiều căn bản không cần cố kỵ bất luận kẻ nào từng mảnh từng mảnh chém giết đương nhiên trọng yếu nhất chính là sĩ khí run rẩy đánh liền là sĩ khí đừng nói phổ thông quân sĩ liền xem như thần du ngũ trọng tướng quân cấp bậc cường giả nhìn thấy giang giật hai chân đều run lên cái này chiến còn thế nào đánh những cái kia thần du thất bát trọng thần du đỉnh phong cường giả lại không dám cược đại gia tu luyện cũng không dễ dàng thật vất vả hết khổ, ai dám liều chết đi chém giết giang giật. Ô ô ô, thái sử chiến rất nhanh hạ đạt rút quân mệnh lệnh, hạ vô hối chết rồi, ngụy công công mấy vị thần du đỉnh phong chết rồi, thần võ quốc chết quá nhiều người, đại quân cũng bị giết xét lạnh lá gan, còn không lùi sợ là muốn toàn quân bị diệt. Rút quân, thiên huyền quốc nguyên soái vung tay lên quả quyết rút quân, thánh linh quốc lão tướng quân khe khẽ thở dài làm thủ thế. Còn lại vài quốc gia nguyên soái cùng Thanh Long Hoàng Triều Long tướng quân cuối cùng đều cắn răng rút quân. Hô hô, đại hạ quốc cường giả cùng quân sĩ nghe sáu cái đại quân rút quân kèn lệch, nhìn qua như thủy chiều thối lui đại quân đều cảm giác nằm mơ, khi bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về phía còn tại đồ sát giang giật lúc, trong mắt đều là vẻ phức tạp. Lực lượng một người, ngăn trở trăm vạn đại quân, hắn còn nhẹ dễ chu diệt mấy vạn đại quân, cứu vất sẽ diệt quốc đại hạ quốc, cái này tại thiên tinh đại lục trong lịch sử từng có, nhưng này mấy lần xuất thủ hoặc là đều là kim cương cảnh cường giả tối đỉnh, hoặc là liền là thiên quân. Giang giật tại liên quân trong mắt là thị huyết ác ma, tại đại hạ quốc quân sĩ trong mắt lại trở thành vô địch chiến thần. Vù vù, đại hạ quốc có hai tên thần du cường giả đột nhiên tỉnh ngộ lại, thân thể hướng ngụy công công vỗ xuống to lớn thủ ấn hố sâu phóng đi, hắn muốn nhìn một chút tô như tuyết phải chăng chết rồi, giống như không chết, đại hạ quốc có lẽ tự được cứu rồi. ầm um, trước hết nhất lao xuống đi thần du cường giả bởi vì tâm tình quá kích động, trực tiếp đập hố sâu phía dưới, đâm vào đống bùn bên trên, một người khác cũng rất là kích động, trong đôi mắt đều là cấp bách chi sắc. Tóc, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị nhảy vào hố sâu lúc, hắn thấy được kỳ quái một màn, thân thể dừng ở giữa không chung, đầy mắt mê mang. Bởi vì, liên quân tại thời khắc này đột nhiên đình chỉ rút lui, rất nhanh thế mà đảo ngược mà quay về, tiếp tục hướng hạ vũ thành vọt tới. Chuyện gì xảy ra, vô số đại hạ quốc quân sĩ trong lòng nguyên bản đều là sống sót sau tai nạn vui sướng, đang chuẩn bị các loại chờ, giang giật giết hết người cuối cùng, cùng kêu lên hoan hô, giờ phút này đều mê mang, hoảng sợ mê mang nhìn qua đi mà quay lại đại quân. Ừ, Giang giật cũng bị kinh động đến, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương Bắc, rất nhanh lại khóa chặt hướng Tây Bắc, khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt đùa cợt. Tê tê, đại hà quốc bên này cường giả ánh mắt rất nhanh cũng khóa chặt hướng Tây Bắc, toàn bộ hít vào mấy cái hơi lạnh, đôi mắt bên trong lần nữa lộ ra vẻ tuyệt vọng. Phương hướng Tây Bắc, bầu trời đột một xuất hiện một điểm đen, cái điểm đen kia tiếp tục lăng không bay tới, chỉ là mấy lần trong chớp mắt đã tới liên quân hậu phương. Đây là người toàn thân bao phủ tại trường bào năm màu bên trong võ giả, trong tay cầm một cái quyền trượng, trên thân khí thế như sơn nhạc, mặc dù khoảng cách còn tại ngoài 10 dặm, nhưng bên này cường giả đã cảm giác được một loại uy thế lớn lao, để bọn hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Kim Cương cảnh cường giả, có thể ngự không phi hành, có thể có như thế khí thế, có thể làm cho liên quân đi mà quay lại, chỉ có Kim Cương cảnh cường giả. Chương 309, các ngươi là tới giết ta a. À. Hiu, vào thời khắc này phương bắc bầu trời một cái bóng đen cũng gấp nhanh bay tới người này một đầu như tuyết tóc trắng trên mặt đều là khô thụ da nếp uốn mặt trắng không dâu hắn nhìn không giống như là phi hành ngược lại là chậm rãi đi bộ tựa như trong vương cung một tên lão thái giám tại bước nhỏ tiến lên nhưng hắn mỗi lần đi ra một bước liền có thể vượt ngang vạn trượng khoảng cách thần hồ kỳ kỹ lại tới một tên kim cương cảnh cường giả thánh linh quốc lão quốc sư còn có thần võ quốc lâm thái giám đại hà quốc một tên lão tướng quân rất nhanh kinh hô lên trên mặt cũng một mảnh cho tàn, hai vị này đều là thành danh nhiều năm kim cương cảnh cường giả. Đừng nói tới hai người, coi như một người cũng đủ để san bằng đại hạ quốc, hai người đến mức như thế nhanh chóng, xem ra đã sớm tại phụ cận ẩn núp, Thánh Linh quốc cùng Thần Võ quốc cũng đã sớm hạ quyết tâm, nhất định phải hủy diệt đại hạ quốc. Hai người lăng không bay tới, ánh mắt đồng thời xa xa khóa chặt trong sân giang giật, mặc dù trên mặt đều không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động, nhưng phía dưới tất cả mọi người vẫn là có thể nhẹ nhõm cảm nhận được trên thân hai người ẩn tàng sát cơ. Đại Hạ Quốc nhất định phải vong, lục đại thế lực tề động không có khả năng không công mà lui, nếu không lần này liên quân sẽ trở thành chê cười, lưu truyền thiên cổ. Sở dĩ, Giang giật phải chết, Giang giật phía sau có một vị chiến lược kinh thiên yêu tộc đại đế, trên người hắn cũng có ma tính, đi đến cái nào cái nào tự xảy ra chuyện, xuất thủ dứt khoát quả quyết, tứ không kiêng sợ. Giờ phút này lại thực lực tăng nhiều, bằng chừng ấy tuổi tổng hợp chiến lược tụ thần du cảnh vô địch, giống như lần này để hắn công thành lui thân, ngày sau toàn bộ đại lục cũng sẽ không an bình. Lần này là nội bộ nhân loại chiến tranh, đại biểu là lục đại thế lực ý chí, yêu hậu nếu là nghĩ bảo vệ giang giật, kia không sai biệt lắm tự cùng nhân tộc hoàn toàn quyết liệt. Sở dĩ mọi người kết luận yêu hậu sẽ không xuất thủ, vừa rồi giang giật mấy lần kém chút chết đi, yêu hậu cũng chưa từng xuất hiện, cái này cũng xác nhận điểm này. Sở dĩ tại thời khắc cuối cùng, hai vị ẩn tàng kim cương cảnh cường giả xuất hiện, hai người sau khi xuất hiện lập tức khóa chặt giang giật, nhất là thần võ quốc lão thái giám càng là sát ý doanh vậy mà. Suy suy, giang giật chỉ là quét hai người một chút về sau, tiếp tục tứ không kiêng sợ đổ sát, từng đầu hỏa long gào thét mà đi, đơn giản cuốn đi còn lại quân sĩ sinh mệnh. Hắn giết người rất thong dong đi lại vững vàng, toàn thân áo bào cùng huyết hồng tóc vẫn như cũ bay múa, bay phất phới, để mấy chục vạn liên quân thấy tim đập nhanh thổn thức không thôi. Phanh phanh phanh, hai đầu hỏa long đem cuối cùng vài trăm người xoắn thành mảnh vỡ giang giật rốt cuộc cũng ngừng lại đầu của hắn cũng chậm rãi dơ lên xa xa nhìn qua giữa không trung lão thái giám cùng lão quốc sư miệng nhúc nhích phát ra một tiếng không có chút nào tâm tình chập trờn thanh âm các ngươi là tới giết ta giang giật thánh linh quốc lão quốc sư không nói gì cái kia còng lưng cóng hai tay chắp sau lưng lâm lão thái giám lại lên tiếng thanh âm của hắn rất là trung tính nam không nam nữ không nữ nghe có chút khó chịu giang giật ngươi đi đi đại hạ quốc nhất định phải hủy diệt, ai cũng không thể nghịch chuyển, xem ra Giang Vương ra trên mặt, bản công công lưu ngươi một mạng. Giang Vương ra, Giang giật nhếch miệng cười, phối hợp hắn huyết hồng đôi mắt, nhìn quỷ dị dị thường, trên mặt hắn đều là đùa cợt cùng khinh thường, khe khẽ lắc đầu nói, vì sao muốn xem Giang Biệt Ly mặt mũi ta là ta, Giang Biệt Ly là Giang Biệt Ly. Ta cùng hắn một chút quan hệ không có, mặt khác, như tuyết mặc dù chết rồi, nhưng hắn quốc gia ta nghĩ thay nàng bảo vệ thoáng cái, các người muốn hủy diệt đại hạ quốc có thể theo ta trên thi thể bước qua đi nói xong giang giật trong tay hỏa long kiếm chậm rãi phát sáng lên cách không chỉ phía xa lấy lão thái giám trên người chiến ý dâng trào mở miệng quát trong truyền thuyết kim cương cảnh là vô địch tồn tại ta hôm nay muốn thử xem vô địch cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào tới đi toàn bộ hạ vũ thành phương bắc hoang giã hoàn toàn yên tĩnh im ắng toàn bộ lòng người tự ba động dâng trào không thôi khiêu chiến kim cương cường giả giang giật sợ là vạn cổ tới nay đệ nhất nhân a à khặc khặc, lão thái giám phát ra hai tiếng làm người ta dùng mình âm hiểm cười âm thanh, khí thế trên người cũng càng thêm dâng trào mãnh liệt, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức bao phủ xuống, giang giật thân thể tại thời khắc này mà ngay cả động đều không động được. Lão thái giám nhìn thấy giang giật sắc mặt thay đổi, âm hiểm cười, sâu kiến còn muốn hám thiên ngươi chút thực lực ấy tại công công trong mắt cái giám cũng không bằng, đã người muốn chết quyển kia công công liền thành toàn ngươi. Oanh, lão thái giám khí thế trên người lần nữa chậm rãi tăng cường, Giang giật nâng lên hỏa long kiếm bỗng chốc bị ép xuống, toàn thân cũng cảm giác bị một tòa đại sơn đè xuống, xương cốt vang lên kèn kẹt, kém chút quỳ dạp xuống đất. Lão cẩu, mặc dù hô hấp cũng không thể, thân thể không thể nhúc nhích, sát lục chân ý bị áp tự động rời khỏi, nhưng Giang giật vẫn là cắn giang mắng một câu. Khắc khắc, có gan, người có thể tiếp tục mắng, bản công công xem người có thể kiên trì bao lâu cho công công quỳ xuống. Lâm lão thái giám quỳ tiếu hai tiếng, tiếp tục tăng cường khí thế áp bách, Giang giật bả vai lần nữa trầm xuống ít hầu ngòn ngọt, ngọt khóe miệng tiên huyết chậm rãi tràn ra nội tạng bị cường đại uy áp ép tới chấn động thụ thương ken két sang giật xương cốt không ngừng rung động dưới chân đất đá bắt đầu xuất hiện vết rách hai chân của hắn cũng đang run rẩy tựa hồ một giây sau liền muốn chịu không được quỳ đi xuống ầm um, sang giật hai tay dùng hết lực khí toàn thân bắt lấy hỏa long kiếm chống tại mặt đất cứ việc toàn thân đều đang rung động khóe miệng tiên huyết tràn ra càng ngày càng nhiều nhưng hắn vẫn là quật cường không có quỳ xuống thậm chí đầu vẫn là thật cao ngóc lên, trong mắt đều là thống khổ, khóe miệng lại là một mảnh đùa cợt. Hừ, lâm lão thái giám bị giang giật đùa cợt biểu lộ kích thích, khí thế trên người lần nữa một tăng, cái này cuồng bạo uy áp để giang giật trên không không gian cũng hơi run rẩy lên, hóa thành từng đạo liên y dập dờn mà đi, không khí bốn phía đã sớm đình chỉ lưu động, cái này uy áp chi cường đại, để rời đi giang giật vạn trượng đại hạ quốc cường giả đều cảm giác được ngạt thở. Phanh phanh, giang giật mặt đất lại một lần nữa vỡ ra, Hai chân của hắn đầu gối dưới đây đều bị ép vào đất đá phía dưới, ngực đều là khóe miệng tràn ra tiên huyết, chống hỏa long kiếm hai tay từng cái từng cái gân xanh nổ lên, trên mặt gân xanh cũng nổ lên, cả người tựa như lệ quỷ. Ánh mắt của hắn đã nhắm lại, răng cắn đến vang lên kèn kẹt, tựa hồ đã đến cực hạn, một giây sau nội tạng liền bị đập vụn mà chết. Nhưng là, hắn vẫn như cố còn đứng, đầu như một cái kiêu ngạo khổng tước một mực ngang đứng thẳng. Toàn trường yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được rất nhiều nhân vọng lấy phía trước quật cường thiếu niên, trong đôi mắt thần sắc rất là phức tạp. Bất luận như thế nào, chỉ ít sang giật giờ khắc này hình tượng đã thật sâu in dấu trong lòng bọn họ, sợ là cái này đều sẽ không quên. Hừ, bản công công ngược lại là muốn nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Lão thái giám có chút thẹn quá thành giận, kim cương cảnh cường giả muốn tiêu diệt một tên cấp thấp võ giả, lại để cho tốn hao thời gian dài như vậy mà lại hắn thả ra như thế khí tức cường đại, Giang giật lại vẫn không quỳ cái này sợ là muốn để còn lại kim cương cường giả cười đến dụng Giang đi Ngao, ngay tại lâm lão thái giám chuẩn bị đem khí thế tăng lên tới cực hạt Trực tiếp đè chết Giang giật lúc, đông bắc phương hướng vang lên một tiếng to rõ tiếng long ngâm Một đầu to lớn thần long từ đằng xa gào thét mà đến Một giọng già nua vang lên tại khắp nơi Lâm lão thái giám, ngươi cũng là hơn 100 tuổi lão quái vật Khi dễ một cái 17 tuổi thiếu niên ngươi còn muốn mặt sao nha Quên đi, ngươi liền mệnh căn tử cũng không cần ra mặt muốn hay không khẳng định không quan trọng. Bá bá bá, một mảnh ánh mắt hướng phía đông bắc quét tới, toàn bộ trên mặt đều là ngạc nhiên, bọn hắn muốn nhìn một chút ai có như thế gan to, dám như thế đùa cợt thần võ quốc hai đại trí cường giả một trong, mở miệng còn như thế âm hiểm. Kia thần long rất nhanh gào thét mà đến, thần long toàn thân đều là vảy màu vàng kim, chiều cao đạt tới 30-40 trượng, xa xa không phải trường tôn vô kỵ loại kia băng long có thể so. Mà lại phía dưới còn có sáu chảo, khí thế bàng bạc hung ác bạo ngược, đè xuống mới thần du đỉnh phong đều không thể động đậy. Thần long phía trên không có đứng đấy có người, ngược lại nâng một cỗ xe lăn, trên xe lăn ngồi một cái dáng vẻ nặng nề lão giả, mí mắt cúi, tựa hồ thời khắc đều muốn ngủ thiếp đi. Sáu trảo kim long, ra cắt thanh vân, đại hạ quốc vị lão tướng kia quân kinh hô một tiếng, đôi mắt thoáng cái phát sáng lên, cực nóng nhưng so sánh nắng gắt. chương 310, lấy một địch hai, sáu trảo kim long quá là hiếm thấy, có thể thuần hóa thành linh thú toàn bộ thiên hạ chỉ có một người, Linh Thú Sơn Học Viện Viện Trưởng Gia Cát Thanh Vân. Vị này như nhân một người chống đỡ Linh Thú Sơn Học Viện gần trăm năm, có hắn tại không ai dám đi Linh Thú Sơn Học Viện nháo sự, uy danh hiển hách, đại lục ở bên trên tựu liền 8 tuổi hài đồng đều nghe nói qua tên của hắn. Đại lục thập đại cường giả người, Thủy U Lan xếp số 1, đại thiện tự lão hòa thượng sắp xếp thứ hai Gia Cát Thanh Vân sắp xếp đệ thất. Cái này chiến lược bảng xếp hạng là đại lục võ giả chính mình bài xuất tới, trên thực tế cũng không chuẩn xác, chỉ ít thanh long hoàng triều lão tổ tông tự không có đứng vào đi, nhưng không thể phủ nhận lão gia hỏa này chiến lực tuyệt đối là trước ba. Mà lại chư hầu thanh vân chiến lực cũng không có tính cả hắn linh thú sáu trào kim long, bởi vì linh thú rất nhiều cường giả đều có, tỉ như Thủy U Lan tựu có một cái tứ giai hỏa phượng hoàng, Giang Biệt Ly cũng có một cái tứ giai linh thú. Rất nhiều người linh thú một mực là lá bài tẩy của bọn hắn, bọn hắn cũng không công bố tại thế. Sở dĩ thống kê chiến lực lúc, bình thường đều chỉ là đại khái tính ra, bất quá giờ phút này ra các thanh vân cưỡi sáu chảo kim long mà đến mọi người cảm nhận được cái này quái vật khổng lồ trên người khí thế bàng bạc đều tự động đem ra các thanh vân chiến lược xếp hạng đề cao mấy cấp bậc bởi vì cái này sáu chảo kim long tuyệt đối là tứ giai bên trong tương đối cao cấp yêu thú thực lực nhưng so sánh kim cương cảnh cường giả lâm lão thái giám một tấm rõ ràng thương mặt hơi đổi hít lại trong đôi mắt hiện lên một tia lệ mang bên kia thánh linh quốc lão quốc sư cũng ngẩng đầu lên xa xa nhìn qua gào thét mà đến ra cát thanh vân áo choàng bên trong khuôn mặt bên trên lộ ra một vòng ngưng trọng khặc khặc ra cát người bại liệt vài chục năm người thế mà còn có thể đi đến động đường lâm lão thái giám âm hiểm cười hai tiếng trên thân khí thế thu hồi phía dưới giang giật thân thể nhoáng một cái kém chút té ngã trên đất hắn thật dài ít mấy hơi đem trong cổ họng còn tại sông tới tiên huyết nuốt xuống lúc này mới ngẩng đầu hướng ra cát thanh vân nhìn lại ánh mắt lộ ra một tia cảm kích Gia Cát Thanh Vân có thể ra nơi này, điều này nói rõ hắn đã không tiếc bỏ mình cũng muốn bảo hộ Giang Giật. Mặc kệ là bởi vì coi trọng Giang Giật, muốn cho Giang Giật tiếp ban, hay là bởi vì y phiêu phiêu nguyên nhân, hắn đều đáng giá Giang Giật tôn trọng cùng cảm kích. Giang Giật cùng lục đại thế lực đối kháng, Gia Cát Thanh Vân xuất hiện, còn rõ ràng muốn bảo vệ Giang Giật, cái này phải làm cho tốt cùng lục đại thế lực kim cương cảnh cường giả đối kháng chuẩn bị. Nếu là chọc giận lục đại thế lực, nói không chừng linh thú Sơn học viện đều muốn hôi phi yên diệt. Lâm lão thái giám hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, rất nhanh cười lạnh, ra các người bại liệt, người đây là muốn cùng giang giật đồng dạng chuẩn bị bảo trụ đại hạ quốc các ngươi linh thú sơn học viện trước kia không phải phát qua tuyên bố, duy trì liên quân sao làm sao. Đổi ý hay là các ngươi cùng đại hạ quốc là cùng một bọn. Sáu trào kim long rất nhanh gào thét mà đến, sừng sững tại giang giật cùng đại hạ quốc quân đội trên không, ra các thanh vân ngồi tại trên xe lăn, tựa như ngồi tại linh thú sơn hậu viện hài lòng, hắn nhàn nhạt lườm lão thái giám một chút, cười nói, lão thái giám, người đừng cho lão phu đùa bộ này, vụ oan hám hại vu hám các ngươi thần võ quốc ngược lại là chơi đến rất thuận tay a à đại hạ quốc thế nào ta mặc kệ, bất quá các ngươi muốn giết giang giật, ta cũng không đáp ứng. Hắn nhưng là chúng ta linh thú sơn học viện thiên tài học viên, là ta ra các thanh vân thân truyền đệ tử, người muốn giết hắn, hỏi một chút của ta tiểu kim có đồng ý hay không đi. Ngao, ra các thanh vân vừa dứt lời dưới, dưới người hắn kim long lập tức phát ra một tiếng kinh thiên long ngâm, chấn động đến phía dưới vô số người màng nhĩ oanh minh, kia kinh khủng long huy cũng tựa như giang giật sát lục chân ý, làm người sợ hãi. Gia Cát Thanh Vân ý đổ đến rất rõ ràng, hắn chính là muốn bảo vệ giang giật, mà giang giật muốn bảo vệ Đại Hạ Quốc, sở dĩ hôm nay rõ ràng không phải thiện. Gia Cát Thanh Vân, một mực không nói gì Thánh Linh Quốc Lão Quốc Sư đột nhiên mở miệng, thanh âm rất là trầm thấp, tựa như kim loại trong ống chuyển tới, Đại Hạ Quốc nhất định phải diệt phong, sở dĩ giang giật phải chết, người muốn bảo vệ hắn lời nói, chúng ta chỉ có thể không khách khí hy vọng ngươi không muốn sai lầm ngươi một người có thể đối kháng hai người chúng ta thử một chút đi ra các thanh vân dương mắt kiểm một tay vỗ xe lăn toàn bộ xe lăn lập tức hướng không trung bay đi hắn giả nua lời nói cũng truyền tới lâm lão thái giám chúng ta chơi trước đùa lên đây đi nếu không các người thần võ quốc điểm ấy quân đội sợ là không cẩn thận hội cho hết lão phu giết lầm cái này tự khai chiến người phía dưới một mảnh ngạc nhiên kim cương cảnh cường giả vậy cũng là đại lục tuyệt đỉnh nhân vật, bình thường đều rất ít vạch mặt. Ngoại trừ thâm cừu đại hận, thù giết cha loại hình, nếu không tất cả mọi người sẽ nhượng bộ, dù sao tu luyện tới cái này cấp bậc không dễ dàng, chết bất kỳ một cái nào đều là nhân tộc tổn thất. Gia Cát Thanh Vân sau khi đến, không nói hai câu nói, lại trực tiếp khai chiến. Hừ, lâm lão thái giám mặc dù không muốn vạch mặt, nhưng Gia Cát Thanh Vân ngay trước nhiều người như vậy trực tiếp ước chiến, hắn cũng không tiện cự chiến hắn cùng thánh linh quốc lão quốc sư liếc nhau một cái, hai tay phất một cái tay áo dài, thân thể hướng trên không trung bay đi. Kim cương cảnh võ giả công kích quá bá đạo, ở phụ cận đây đánh, phía dưới tuyệt đối sẽ bị ngộ thương mấy vạn người. Thánh linh quốc quốc sư không hề động, đây là hai đại cường giả ở giữa quyết đấu, nếu là hắn tham chiến không chỉ có đánh lão thái giám mặt, chính hắn cũng sẽ rất mất mặt. Dù sao như thế cấp bậc cường giả hai cái đánh một cái, truyền đi không dễ nghe. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, ra các thanh vân đầu kia sáu chảo kim long khóa chặt hắn, nếu là hắn dám loạn động, sáu chảo kim long khẳng định sẽ ra tay. Dầm dầm dầm, phía trên rất nhanh liền truyền đến một trận trầm muộn tiếng nổ, mặc kim liệt thạch, trực kích tâm linh. Khí tức kinh khủng từng đạo từ trên cao truyền lại xuống tới, không gian từng mảnh từng mảnh bị chấn động, lôi ra từng đầu hắc tuyến, cũng cảm giác phía trên không trung bị bọn hắn cường đại công kích xé rách. Tê tê, người phía dưới thấy toàn bộ hít một hơi lãnh khí, đập vào mắt kinh hãi, thực lực đạt tới thần du thất bát trọng võ giả, thị lực rất cường đại, bọn hắn có thể thấy rõ trên không trung hai cái chấm đen không ngừng va chạm, không gian nương theo lấy hai người va chạm, từng mảnh từng mảnh bị chấn động xé rách, hai người đều không có phóng thích nguyên lực công kích, nhưng tùy ý một lần công kích đều có thể xé rách thiên địa, gây nên mây gió rung chuyển, kinh khủng đến cực điểm. Ra các Thanh Vân xe lăn đã sớm thu nhập cổ thần nguyên trong nhẫn, hai chân dán tại không trung, nhưng thực lực cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Ngược lại để người phía dưới cảm giác, hắn toàn diện áp chế lâm lão thái giám, bởi vì mỗi một lần va chạm, lâm lão thái giám thân thể đều sẽ bị đánh bay mấy ngàn trượng, hắn chỉ lui mấy trăm trượng, thực lực rõ ràng so lâm thái giám mạnh mẽ không ít. Gia Cát Thanh Vân tê liệt về sau, thực lực, so trước kia thế mà tăng lên một cái cấp bậc, phía dưới lão quốc sư một mực nhìn chăm chú lên phía trên chiến đấu, trong con người đều là ngưng trọng. Toàn trường chỉ có hắn rõ ràng nhất, lâm lão thái giám cùng Gia Cát Thanh Vân hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, vừa đi lên tựu bị nhẹ nhõm áp chế, giờ phút này đang bị ra các thanh vân đè lên đánh, hoàn toàn không có lực trở tay. ầm um, trên không hai người lần nữa đụng vào nhau, lần này lâm lão thái giám càng không chịu nổi, trực tiếp bị đụng bay gần xa vạn trượt, còn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, phía dưới lão quốc sư cũng nhịn không được nữa, thân thể bay vụt mà lên, thế mà chuẩn bị liên thủ công kích ra các thanh vân. Ngao, phía dưới kim long một mực khóa chặt cái này lão quốc sư, nhìn hắn khẽ động lập tức phát ra một tiếng to rõ long ngâm đi theo bay vụt mà lên. Phía trên ra các thanh vân nhìn lướt qua, cười dài, hai đánh một ha ha, sớm biết các ngươi sẽ như vậy không biết xấu hổ, tới đi, lão phu nhiều năm chưa xuất thủ, hôm nay vừa vặn đánh thông khoái. chương 311, Cường giả tụ tập, Cường hoành, phía dưới vô số người âm thầm kinh hãi, ra các thanh vân cái này mười mấy năm qua chưa từng đi ra linh thú Sơn học viện. Cái này khiến thế nhân đều kém chút quên đi hắn tồn tại, hôm nay một trận chiến này bất luận thắng thua uy danh của hắn đem lần nữa truyền khắp thiên hạ lấy một địch hai trong đó còn có một vị thập đại cường giả người xếp hạng thứ sáu thánh linh quốc lão quốc sư mặc dù hắn có một cái nhưng so sánh kim cương cảnh tứ giai linh thú giúp đỡ nhưng lấy một địch hai vẫn là thua thiệt lớn viện trưởng giang giật giờ phút này còn đứng ở nguyên địa lặng yên điều tức dưỡng thương ngực vẫn như cũ một mảnh đau nhức hắn nhìn lên bầu trời bên trong kia bốn chấm đen nhỏ nghe ra các thanh vân hào khí vượt mây thanh âm giả nua, trong mắt thần sắc rất là phức tạp. Lo lắng, tự trách, luống cuống, bất đắc dĩ. Hắn nghĩ hết chính mình nhất đại lực lượng bảo trụ đại hạ quốc, để tô như tuyết trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi, nhưng hắn năng lực của mình hoàn toàn làm không được. Lúc đầu hắn liền phải chết, ra các thanh vân liên lụy vào, còn rất có thể vẫn lạc, cái này khiến hắn rất là ái náy. Vạn nhất ra các thanh vân chết rồi, linh thú Sơn học viện tuyệt đối sẽ bị các đại thế lực chiếm đoạt, đến lúc đó lại sẽ liên lụy tề viện trưởng bọn người. Chỉ là, giờ này khác này hắn có thể làm sao loại này cấp bậc chiến đấu căn bản không phải hắn có thể lẫn vào, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lên bầu trời ba đạo thân ảnh cùng một đầu kim long không ngừng chạm vào nhau, tách rời. Lần lượt công kích, lần lượt bị đẩy lui, mà lại ba người rõ ràng đánh nhau thật tình, các loại uy lực công kích đều đại thắng trước đó, đoán chừng rất nhanh liền có thể phân ra thắng bại. Chịu, đầu kia kim sắc cự long, lần lượt phun ra kim sắc long tức, cái kia kim sắc long chảo cũng mang theo vạn quân chi lực chụp vào lão quốc sư cùng lão thái giám, nhưng nó chút thực lực ấy rõ ràng quá sức, mỗi một lần đều nhẹ nhõm bị lão quốc sư một trượng đập bay, trên người lân phiến đều rơi xuống không ít, bên dưới không trung lên kim sắc mưa. Viện trưởng nguy hiểm, giang giật ở phía dưới thấy trợn mắt muốn nứt, ra các thanh vân giống như đối đầu lão quốc sư một người, có lẽ thắng bại khó liệu, nhưng hai người giáp công phía dưới, hắn rõ ràng không phải là đối thủ. Đầu kia kim long nhìn uy phong lẫm liệt, ở giữa không trung phiên vân phúc vũ, lòng tức cũng trông rất đẹp mắt, đáng tiếc cùng con người thực sự cường giả so ra, cách biệt quá xa, coi như lão thái giám đều có thể nhẹ nhõm chân áp nó. Tứ gia linh thú không phải tứ gia yêu thú, bị nhân loại võ giả thu phục sau rất khó lại có tăng lên, cái này Kim Long xem tình huống chiến lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhưng so sánh Kim Cương cường giả. Ầm, um, rốt cục Kim Long bị lão quốc sư quyền trưởng hung hăng đập một cái, thân thể cao lớn ẩm vang hướng phía dưới đập xuống mà xuống cuối cùng trùng điệp nện xuống đất, dẫn tới mặt đất chấn động, còn đem thiên huyền quốc mấy trăm quân sĩ cho tươi sống đập chết. Ngao ngao, kim sắc cự long trường ngâm hai tiếng, sáu cái móng vuốt giấy ruộng muốn đứng lên, nhưng thân thể lại một lần nữa bằng ầm ầm nện ở mặt đất, nó trên thân thể lân phiến có một nửa đều chóc ra, phía trên chậm rãi tràn ra kim sắc huyết dịch, hiển nhiên thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. Ầm, um, lại là một đạo kim thiết đụng nhau một ngạt âm thanh, một đạo hắc ảnh bị hung hăng đập xuống, tốc độ nhanh chóng để mọi người căn bản thấy không rõ là ai, người kia trực tiếp bị nện tiến vào mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái không nhìn thấy đáy hố sâu. Lâm cung phụng, thái sử chiến kinh hô một tiếng, thân thể hướng trong hố sâu bay đi, rất nhanh ôm lấy một cái máu me khắp người, khí tức yếu ớt lão giả bắn ra. Mọi người quét qua toàn bộ hãi nhiên, lâm thái dám tại đại lục cường giả bên trong xếp hạng thứ 11, thế mà dễ dàng như vậy bị đả thương nặng. Phanh phanh phanh, phanh phía trên tiếng vang càng lúc càng lớn, lòng của mọi người cũng nắm chặt lên, hai người chiến đấu thế nhưng là quan hệ đến lần này đại chiến cuối cùng kết cục. Gia Cát Thanh Vân giống như thắng, hoặc là cùng lão quốc sư lưỡng bại câu thương, liên quân cũng không dám động, bởi vì Giang giật đứng tại phía trước, có Giang giật tại không ai dám công kích. Giống như Gia các Thanh Vân thua, như vậy Giang giật cũng phải chết, đại hạ quốc tất phong. Ha ha ha, vào thời khắc này, phương Bắc đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười dài, thanh âm kia to như chuông, vang vọng tại khắp nơi, quanh quẩn không ngớt đưa tới toàn trường người chú ý. Ây, giang giật cùng đại hà quốc tên kia lão tướng quân tìm mắt nhìn một cái sắc mặt cũng thay đổi bởi vì bắc phương lăng uổng phí bay tới ba người. Một người người mặc hoàng kim chiến giáp đầu đội kim sắc chiến nón trụ cầm trong tay kim sắc đại kiếm, tựa như một tôn hoàng kim chiến thần. Một người khác người mặc phan sĩ bào cầm trong tay quạt lông cảm giác tựa như một vòng nho nhã thư sinh. Còn có một người đồng dạng người mặc màu đen chiến giáp mang theo một cây trường thương sát khí nghiêm nghị giống như là một tôn vô địch sát thần. Ba tên kim cương cảnh cường giả, Bắc Mãng Quốc Tiêu Long Vương, Thanh Long Học Viện Dư Viện trưởng Bắc Lương Quốc Sát Đế. Đại Hạ Quốc Lão Tướng Quân có chút thở dài một tiếng, nhiều như vậy cường giả toàn bộ giá lâm, xem ra lục đại thế lực muốn hủy diệt Đại Hạ Quốc quyết tâm, kiên định như sát, Gia Cát thanh vân vừa xuất hiện, thế mà tới nhiều như vậy kim cương cường giả. Kia người mặc phan sĩ bào, cầm quạt lông thanh long học viện dư viện trưởng u u cười một tiếng, mở miệng nói, ra các thanh vân, hôm nay ngươi dám can thiệp vào, xem ra là cảm giác chính mình chiến lực đệ nhất thiên hạ, có thể dùng một người lực kháng quần hùng thiên hạ có muốn hay không chúng ta ba người cũng chơi đùa với ngươi. Lại thêm hai người chúng ta đi, ra các thanh vân còn không có đáp lời, bắc mãng quốc bắc lương quốc hai tên kim cương cường giả cũng không có mở miệng, phía nam một đạo già nua giọng nữ vang lên, một tên chống quải trượng lão thái bà, còn có một tên diễm mỹ nhưng so sánh yêu hậu thành thục nữ tử cấp tốc bay tới kia mở miệng lão thái bà thật xa tự quát khẽ, ra cát lão thất phu, năm đó một kiếm kia mối thù, lão thái bà chuẩn bị hôm nay cùng ngươi tính toán. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, trái tim tất cả mọi người đều bịch bịch nhảy không ngừng, lại tới hai tên kim cương cường giả, hôm nay đại lục trí cường giả bọn họ đều muốn hội tụ ở đây sao? Phanh phanh phanh, bên trên bầu trời vang lên lần nữa từng đạo kinh bạo âm thanh, một đạo hắc ảnh bị mãnh nhiên giáng xuống, phía dưới liên quân quét qua nhau nhau hãi nhiên, thánh linh quốc lão quốc sư thế mà cũng bị đập xuống, mặc dù không có lâm thái giám thảm như vậy, nhưng cũng rõ ràng bị thương ra các thanh vân hai chân tê liệt vài chục năm chiến lược thế mà kinh khủng như vậy viện trưởng phía dưới giang giật đột nhiên nghiêm nghị quát lớn viện trưởng người đi mau đừng quản ta giang giật tại thời khắc này có một loại minh ngộ đám người này sợ là không phải đến hủy diệt đại hạ quốc mà là đều tới giết hắn đám người này rất sợ hắn sợ hắn trưởng thành hắn lưng tự yêu hậu giống như chiến lược tăng lên đi lên đến lúc đó hội huyên náo đại lục không được an bình tăng thêm rất khó lường số, không bị bọn hắn khống chế. Cho nên bọn họ muốn mượn những nhân loại này nội bộ chiến tranh, yêu hậu sẽ không xuất thủ, trăm phương ngàn kế muốn chém giết hắn, ra các thanh vân tiếp tục lưu lại cái này nghĩ bảo vệ hắn, chỉ có một con đường chết. Hưu, trên không trung ra các thanh vân bay vụt mà xuống, trong tay cổ thần nguyên giới sáng lên, một cỗ màu vàng xanh nhạt xe lăn xuất hiện, hắn thản nhiên ngồi lên lơ lửng giữa không trung, lao đi khóe miệng tiên huyết, cười nhạt nói, giang giật, chớ khẩn trương, hôm nay ngươi thật đúng là không chết được, đại sư, quán chủ, các ngươi còn không ra. A-di-đà Phật, một đạo trấn thiên Phật hiệu vang lên, nơi xa đường chân trời trên núi một tên hất lên kim sắc cả xa lão hòa thượng chậm rãi đi tới, hắn mỗi lần đi một bước liền có thể vượt ngang trăm dặm lộ trình, chỉ là mấy cái trong chớp mắt liền đã xuyên qua mấy chục vạn đại quân, đã tới giang giật phụ cận. Hắn hai đầu dài tới hàm dưới mày trắng hơi động một chút, chắp tay trước ngực nói, chư vị thí chủ, vị này giang tiểu thí chủ năm đó hủy đi lão nạp bình bát, cũng coi như cùng lão nạp hữu duyên, có thể hay không cho lão nạp một điểm mặt mũi, đại thiện tự nghĩ bảo vệ vị tiểu thí chủ này ba năm. Ông, lão hòa thượng nói cho hết lời, giữa không trung phong vân tề động, rất nhanh ngưng tụ ra một cái hư ảnh, kia là một người phi thường xinh đẹp nữ tử, khí chất phiêu nhiên như tiên, không phải Thủy U Lan là ai. Thủy U Lan hướng giữa không trung mọi người nhìn lướt qua, cũng mỉm cười mở miệng nói, Thủy Nguyệt Quan cũng nghĩ bảo vệ giang giật ba năm, không biết chư vị có thể hay không cho U Lan một bộ mặt chương 312, như tuyết, ta đến bồi ngươi. Đại lục đệ nhất, đại lục đệ nhị thế mà cùng nhau mà đến. Trọng yếu nhất chính là lời của hai người, thế mà chăm miệng một lời muốn bảo vệ giang giật ba năm. Nhất là đại thiện sư lão hòa thượng, càng là không hiểu thấu, giang giật đã từng hủy đi hắn bình bát hắn không tìm giang giật báo thù, ngược lại muốn bảo vệ giang giật. Toàn trường bầu không khí ngưng động, dị thường kiềm chế, rất nhiều người đều không nghĩ ra, trước kia đại thiện tự cùng Thủy Nguyệt Quan không phải đều phát biểu tuyên bố duy trì liên quân hủy diệt đại hạ quốc sao vì sao giờ khắc này thế mà nội chiến chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì một cái giang giật. Lớn lục minh trên mặt đệ nhất cùng thứ hai, cùng đệ thất gia các thanh vân, đối mặt liên quân bên này bảy vị trí cường giả. Mười tên trí cường giả rất có thể sẽ phát sinh đại chiến, phía dưới gần trăm vạn lòng người nhảy càng phát ra lợi hại, lớn như thế chiến nhất định lưu truyền thiên cổ, bọn hắn sẽ chứng kiến một trận khoáng thế đại chiến. Ai thắng ai thua, Việc này ai cũng không thể dự đoán, một bên nhân số là một bên khác gấp đôi, bất quá lâm lão thái giám đã thương nặng, lão quốc sư thụ thương. Bên kia ra các thanh vân mặc dù cũng thụ thương, nhưng các nàng có một vị thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ đệ nhị. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, nhất là Thủy U Lan năm đó một trưởng vỗ nát lão hòa thượng cả sa, chiến lực của nàng đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào, ai cũng không biết. Bất quá rất nhiều ánh mắt nhìn về phía giang giật, đều là hâm mộ ghen ghét, có thể bị thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ đệ nhị cùng ra các thanh vân liên thủ tương hộ, giang giật sợ là vạn năm qua đệ nhất nhân A. Đương nhiên, giờ khác này ai cũng không nghĩ ra, vì sao Thủy U Lan cùng lão hòa thượng hội bảo vệ giang giật. Sở dĩ, thanh long học viện dư viện trưởng cao mày, nhìn qua lão hòa thượng nói ra, diên hủy đại sư, ta có một chút không rõ, đại thiện tử cùng giang giật làm không gặp nhau đi. Năm đó y phiêu phiêu giống như cũng nổ sụp các người một tòa Phật đường A vì sao hôm nay muốn bốc lên thiên hạ sai lầm lớn ra sức bảo vệ giang giật. Diên hủy đại sư chắp tay trước ngực, có chút khom người nói kỳ thật. Giang giật đập nát bình bát không phải lão nạp, mà là đại thiện tự khai tông tổ sư Phật khí. Lão nhân ra ông ta viên tịch trước đó đã từng nói một câu, ngày sau ai có thể hủy đi cái này bình bát, người này không phải đại thánh người, liền là đại hung người, mà còn nhìn không ra giang thí chủ là ai, sở dĩ lão nạp nghĩ bảo vệ hắn ba năm, quan sát một phen. Nếu như là cái sau, ba năm về sau lão nạp tất nhiên sẽ tự mình xuất thủ chém giết hắn. Đại thánh người, đại hung người, sư viện trưởng, bắc mãng quốc tiêu long vương bọn người toàn bộ hai mặt nhìn nhau, đại thiện tự khai tông tổ sư bọn họ cũng đều biết, là một vị chân chính đắc đạo cao tăng, thực lực. Thiên quân cảnh giới, giang giật thế mà có thể phá hắn phật khí. Hừ, tiêu long vương lạnh lùng hừ một cái, hờ hững mở miệng nói, diên hủy đại sư, ta xem ngươi là già nên hồ đồ rồi a à giang giật cảm ngộ sát lục chân ý, ngươi xem hôm nay hắn giết bao nhiêu người như thế ác đồ rõ ràng là đại hung người còn cần chờ cái gì đúng vậy a à, cảm mộ sát lục chân ý người trong thân thể bản thân tự có ma tính giang giật tiếp tục giết tiếp cuối cùng tâm trí hội cử chỉ điên rồ đến lúc đó sợ là không biết có bao nhiêu người chết ở trong tay hắn đại sư mời lập tức xuất thủ chân áp này ác đồ để tránh thương sinh chịu khổ sư viện trưởng lập tức gật đầu phụ họa nói còn lại cường giả cũng hơi gật đầu biểu thị đồng ý kỳ thật hôm nay nhiều người như vậy đều cùng nhau mà đến một điểm rất trọng yếu là bởi vì giang giật cảm mộ sát lục chân ý tốc độ quá nhanh sát lục chân ý đệ nhị trọng đệ tam trọng ngược lại là không có gì đạt tới đệ tứ trọng tựu rất khủng bố vạn nhất đột phá đệ ngũ trọng kim cương cảnh tuyệt đối đều muốn chịu ảnh hưởng phải biết năm đó sát lục thiên quân bằng vào sát lục chân ý thế nhưng là tàn sát toàn bộ thiên hạ cường giả a sát lục thiên quân sát tính quá nặng đi trong lịch sử ghi chép Lúc ấy toàn bộ thiên tinh đại lục ngoại trừ hắn hai tên thủ hạ, còn lại kim cương cảnh cường giả đều bị giết chóc trông không. Bọn hắn rất là lo lắng, vạn nhất giang giật thực lực tiêu thăng, sát lục chân ý đã tới đệ ngũ trọng, có thể hay không cùng sát lục thiên quân đồng dạng đến cái huyết tẩy đại lục. Lão thiền sư trầm mặc một trận, tựa hồ cũng đang suy nghĩ vấn đề này, sau một lát hắn mở miệng nói, giang thí chủ hoàn toàn chính xác giết rất nhiều người, sát lục chân ý cũng hoàn toàn chính xác rất khủng bố, nhưng cho đến trước mắt Giang Thí Chủ cũng không có cử chỉ điên rồi tình huống, cũng chưa từng nghe nói hắn đổ sát bình dân sự tình, sở dĩ. Lão Nạp vẫn là quyết định bảo vệ hắn 3 năm, sư viện trưởng bọn người toàn bộ bó tay rồi, lão hòa thượng này là nổi danh ngoan cố, hắn đã nói như vậy, hôm nay coi như liều tính mạng cũng sẽ ngăn cản đại gia đánh giết Giang giật. Sư viện trưởng trầm mặc một trận, đưa mắt nhìn sang giữa không trung Thủy U Lan ngưng tụ cái bóng mở kia, nhưng hắn còn chưa lên tiếng, Thủy U Lan tự nhàn nhạt mở miệng, bớt nói nhiều lời phiêu phiêu tiểu thư năm đó đối ta cũng coi như có ân ta đã mở miệng muốn bảo vệ giang giật ba năm hôm nay các người muốn động thủ ta chỉ có thể xuất thủ a à, toàn trường một mảnh xôn xao không khí trong sân cũng đột nhiên đè nén dương cung bạt kiếm tùy ý một đốm lửa đều có thể dẫn bạo toàn trường gần trăm vạn võ giả nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ toàn bộ người đều ngừng thở con mắt mở tròn vo rất nhiều người cấp thấp quân sĩ thân thể trên trán bắt đầu chảy mồ hôi đã như vậy chúng ta chỉ có thể lãnh giáo một chút ba vị cao chiêu Dư viện trưởng cùng tiêu long vương bọn người liếc nhau mở miệng sự tình đến trình độ này ai cũng không có khả năng nhượng bộ tiêu long vương mấy người cũng căn bản không tin tưởng dùng bảy người chi lực còn không trấn áp được ba người hưu đúng lúc này phía bắc một thân ảnh lần nữa mà đến hắn người mặc kim hoàng sắc long bào khí tức so giữa sân rất nhiều kim cương cường giả đều muốn cường đại hơn nhiều cái kia loại khí thế là đường đường chính chính hạo nhiên chính khí cho người ta cảm giác hắn liền là thiên liền là thần đồng dạng không thể kháng cự hắn long hành hổ bộ lăng không bay tới mắt hổ bên trong có loại cao cao tại thượng nhìn xuống vị tựa như ở đây tất cả mọi người là thần dân của hắn hắn thật xa tự quát khẽ đều động thủ đi cho bản hoàng trực tiếp chém giết giang giật ta xem hôm nay ai có thể bảo hộ hắn thanh long hoàng triều lão tổ tông thế mà cũng tới giang giật khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt bọn hắn thật đúng là nhìn hắn a à, vì giết hắn toàn bộ thiên hạ cường giả gần như đều xuất động hắn trong con ngươi lộ ra một tia lệ khí trong tay hỏa long kiếm đột nhiên thật cao vung lên trên thân khí thế phóng lên tận trời quát lớn tới đi hôm nay các ngươi tốt nhất có thể đem ta giang giật giết đi nếu không có cơ hội lời nói ta sẽ để cho toàn bộ các ngươi nếm thử tuyệt vọng tư vị hừ sư viện trưởng hừ lạnh một tiếng trên thân khí thế đột nhiên tăng vọt như một cái diều hâu hướng giang giật mà tới tiêu long vương cùng sát đế quốc diên hủy đại sư phóng đi Bách Hoa Học Viện tên kia diếm phụ cùng Thiên Huyền Quốc lão ẩu thì hướng ra các thanh vân phóng đi, kia Thanh Long Hoàng triều lão tổ tông thì hướng giữa không trung thủy u lan cái hư ảnh này phóng đi. xong Đại Hà Quốc lão tướng quân nặng nề thở dài, có Thanh Long Hoàng triều lão tổ tông tại, thủy u lan tuyệt đối không gánh nổi giang giật. Lão Hòa thượng cùng ra các thanh vân phân biệt đối đầu hai người cũng sẽ bị kiềm chế, không rảnh bận tâm giang giật, giang giật chết một lần, Đại Hà Quốc cũng chỉ có thể chờ lấy hủy diệt. Giang giật cũng tuyệt vọng, cảm nhận được kia sát khí kinh thiên, kia bàng bạc như núi khí thế, dư viện trưởng nhanh như hồng quang thân ảnh. Hắn khe khẽ thở dài, nhắm mắt chờ chết, tại trước khi chết một khắc này, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, lặng yên thì thào một tiếng, như tuyết, ta đến bồi ngươi. chương 313, ước hẹn 3 năm, dầm dầm rầm, đại địa đột nhiên run rẩy lên, toàn bộ hạ vũ thành đều lay động, một trận trầm muộn to lớn tiếng bước chân theo phía đông bắc chuyển đến, đem toàn trường người đều kinh động đến. Ừ, sư viện trưởng rời đi giang giật chỉ có ngàn trượng khoảng cách hắn tùy ý động động ngón tay đều có thể diệt sát giang giật nhưng ở giờ khác này hắn thân thể lại đột nhiên bỗng nhiên ở giữa không trung một cử động nhỏ cũng không dám cái chán cùng phía sau lưng còn mồ hôi lạnh chảy dọc hắn cảm giác một loại nguy cơ trước đó chưa từng có nếu là hắn dám động hắn sẽ thịt nát xương tan yêu hậu một cái tên ở trong đầu hắn hiển hiện có thể bằng vào một tia khí cơ khóa chặt hắn để hắn không dám nửa điểm loạn động cường giả thế giới này chỉ có tam vạn đại sơn cái kia năm đuôi linh hồ. Dầm dầm dầm, mặt đất rung động càng ngày càng lợi hại, xa xa trên đường chân trời cũng xuất hiện mười mấy con nguy nga bóng đen, hơn 10 đạo bạo ngược hung tàn khí tức cũng theo bên kia chuyển đến, bao phủ toàn trường trăm vạn người. 18 con yêu vương, lúc đầu phóng tới Thủy U Lan Lão Thiền Sư cùng ra các thanh vân trí cường giả bọn họ toàn bộ ngừng lại, ánh mắt đều nhìn về phía phía đông bắc, khóa chặt một vị sừng sướng tại một cái huyết hồng sắc bạo hùng trên bờ vai xinh đẹp nữ tử yêu hậu lại một lần nữa ra đại lục, mà lại tại như thế thời cơ, ý đồ đến không rõ mà dụ, nàng. Cũng là đến bảo vệ giang giật, dư viện trưởng tại lúc này không động được, cũng đã chứng minh điểm này. Đã yêu hậu tới, còn nói rõ muốn bảo vệ giang giật, như vậy thanh long hoàng triều lão tổ tông bọn người còn tiếp tục mở chiến sẽ không có ý nghĩa. Yêu hậu thực lực có một không hai quần hùng, đã thành tiểu thiên quân, một mình nàng lực kháng ở đây toàn bộ cường giả, nàng muốn bảo vệ giang giật, hôm nay không ai dám tổn thương giang giật, Chi chi, yêu hậu trong ngực ôm một cái tiểu hồ ly, thật xa tựu réo lên không ngừng, bên người nàng còn đứng đứng thẳng một cái xinh đẹp tiểu nha đầu, mặt mũi tràn đầy cấp bách, giang tiểu nô không có nửa điểm thực lực, thị lực tự nhiên không được, thấy không rõ xa xa giang giật. Yêu hậu, tiểu phỉ, tiểu nô, giang giật từ từ mở mắt, nhìn thấy xa xa mười mấy con yêu vương, nhìn thấy tiểu hồng trên vai yêu hậu bọn người, khóe miệng lộ ra một tia đắng chát, đây là nội bộ nhân loại ở giữa đấu tranh, thế mà cũng kinh động đến yêu hậu yêu hậu vì hắn xem như vi phạm với lúc trước huyết thệ, ngày sau yêu hậu nếu là không có ở đây, yêu thú rất có thể gặp nhân tộc huyết tẩy. Nhân loại trí cường giả mặc dù trên mặt đều là ngưng trọng, nhưng trong con người đều là oán giận, tự liền đại thiện sư diên hủy đại sư, thủy u lan đám người sắc mặt đều khó nhìn. Các nàng vì giang giật có thể liều một phen, nhưng yêu hậu ra, liền để trong các nàng bên ngoài không phải người. Phanh phanh phanh, yêu tộc yêu vương, hình thể đều phi thường khổng lồ, tốc độ cũng thật nhanh, chỉ là mấy cái chớp mắt đem đã tới đại quân chi bắc, yêu hậu vung tay lên mười mấy con yêu vương ngừng lại. Hừ, thanh long hoàng triều lão tổ tông lần trước bị yêu hậu một trưởng vỗ thành trọng thương, giờ phút này nhìn thấy yêu hậu trong mắt đều là cừu hật, hắn nổi giận đùng đùng quát khẽ yêu hậu, người đây là dự định công nhiên xé bỏ huyết minh muốn tham gia nhân loại nội bộ chiến tranh sao. A Di Đà Phật, lão hòa thượng thế mà cũng mở miệng, yêu thí chủ, đây là nội bộ nhân loại tranh đấu, mời ngươi nhanh chóng thối lui. Lần trước là nhân loại sai lầm, sở dĩ ngươi huyết tẩy đại lục chúng ta cũng chưa từng xuất hiện, lần này ngươi xuất hiện thật không đúng lúc. Thủy U Lan không nói gì, bất quá ngưng tụ hư ảnh lông mày nhíu lên, rõ ràng đối yêu hậu bất mãn, tự liền ra các thanh vân đều lặng lẽ không nói, trong con ngươi lấp lóe không yên. Yêu hậu sắc mặt lạnh nhạt, nhìn không ra nàng hỉ nộ, nàng ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, thản nhiên mở miệng nói, bản hậu vô ý tham gia nhân loại phân tranh, cũng không muốn phá hư huyết minh, lần này tới là nghĩ mời chư vị cho bản hậu cái mặt mũi, bản hậu cũng nghĩ bảo vệ Giang giật 3 năm, 3 năm về sau bản hậu tuyệt đối sẽ không xen vào nữa, như thế nào? 3 năm, Lão Hòa Thượng muốn bảo vệ Giang giật 3 năm, Thủy U Lan cũng muốn bảo vệ 3 năm, yêu hậu vẫn là phải bảo vệ 3 năm. Mà yêu hậu còn nói rõ 3 năm sau quyết không xen vào nữa, lớn như thế nhân vật tự nhiên một chữ ngàn vàng, tuyệt đối sẽ không lật lọng. Mọi người trần chờ, thời gian 3 năm không lâu, 3 năm sau bọn hắn vẫn như cũ có thể xua quân xuôi nam, dẹp yên đại hạ quốc, diệt sát giang giật. Thời gian 3 năm Giang Giật thực lực cũng không có khả năng nghịch thiên, 3 năm sau Giang Giật 20 tuổi, cảnh giới có thể đạt tới thần du đỉnh phong thế là tốt rồi. Muốn đột phá kim cương cảnh, đây chính là cần cảm ngộ đại lục đạo văn, đây tuyệt đối không phải một xúc có thể thành sự tình. Thanh Long học viện viện trưởng mới vừa rồi bị yêu hậu khí cơ khóa chặt thân thể không động được, cái này khiến hắn cảm giác rất mất mặt, cũng thẹn quá thành giận, hắn lạnh lùng nhìn qua yêu hậu nói, nếu như chúng ta không cho ngươi mặt mũi này đâu chẳng lẽ yêu hậu liền chuẩn bị phá hư huyết minh ngang nhiên xuất thủ sao? Ha ha, yêu hậu cười nhạt một tiếng, tuyệt mỹ khuynh thành, nàng nhẹ nhàng mở miệng nói, bản hậu coi như xuất thủ, các ngươi lại có thể thế nào không phải bản hậu xem nhẹ các ngươi, thật muốn toàn lực xuất thủ, ngoại trừ tinh vẫn đảo cái này tiểu cô nương, các ngươi đều chịu không được bản hậu một trường. Không tin tưởng, các ngươi cứ việc có thể thử một chút, ai có thể bị bản hậu một trường không chết, bản hậu lập tức thối lui bá đạo, ngông cuồng, toàn bộ sắc mặt người cũng thay đổi, trong đôi mắt đều là khuất nhục cùng phẫn nộ, một cái yêu thú dám can đảm ngay trước nhân loại đại bộ phận cường giả cùng trăm vạn đại quân mặt như nói vậy, mà bọn hắn còn không dám lên tiếng ứng chiến, thanh long hoàng triều lão tổ tông đều bị nàng đả thương nặng, ai dám đi chịu chết. Thời gian ba năm mà thôi, yêu hậu lại cười nhạt một tiếng, nói khẽ thời gian ba năm đối với các người tới nói chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua thôi. Làm sao các ngươi đều sợ 3 năm sau gian giật, không ai có thể chống đỡ các người tu luyện nhiều năm như vậy, xem ra là càng luyện càng trở về. Giang giật mới 17 tuổi a ha ha, một câu cuối cùng ha ha tựa như một cái đau nhọn đau nhói lòng của mọi người, khơi dậy bọn hắn ngạo khí. Sư viện trưởng đôi mắt chuyển động một vòng, trầm giọng hỏi, yêu hậu, thủy quan chủ, diên hủy đại sư, gia cát thanh vân, phải chăng 3 năm về sau các người tự thật mặc kệ giang giật giống như xác định lời nói, ta liền chờ ba năm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ba năm về sau giang giật phải chăng có thể nghịch thiên. Yêu hậu khẽ vuốt cầm, Thủy U Lan cùng Diên Hủy đại sư nhẹ gật đầu, ra các thanh vân sắc mặt khó xử, hắn cũng không có nói bảo vệ Giang Giật 3 năm, hắn cũng không tin 3 năm Giang Giật thực lực có thể có bay vào tính tiến bộ, chỉ là như thế tình huống hắn có thể như thế nào chỉ có thể cắn răng nói ra, tốt, 3 năm về sau, ta cũng mặc kệ. Tốt, sư viện trưởng ánh mắt nhìn về phía Giang Giật, âm thanh lạnh lùng nói, Giang Giật, chúng ta liền chờ 3 năm, 3 năm về sau đại hạ quốc nhất định phải hủy diệt, giống như ngươi còn muốn bảo trụ đại hạ quốc, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Hưu, nói xong, sư viện trưởng thân thể hóa thành một đầu bạch tuyến hướng phương bắc bay đi, thanh long hoàng triều lão tổ tông cũng rất là kiêng kỵ nhìn yêu hậu một chút, không nói một lời hướng phương bắc bay đi. Khặc khặc, giang giật, ba năm về sau chúng ta gặp lại, rút quân, lâm lão thái giám an dưỡng một hồi, đã khôi phục một chút nguyên khí, thân thể như một cái diều hâu bay đi, thần võ quốc đại quân cũng lập tức như thủy triều thối lui. Vù vù, còn lại kim cương cường giả tuần tự rời đi mấy chục vạn đại quân nhanh chóng thối lui trong chớp mắt tựu biến mất ở phía xa trên đường chân trời thần a giang giật là các người phái người cứu vớt đại hạ quốc con dân sao đại hạ quốc lão tướng quân nhìn qua đại quân biến mất ở phía xa trong mắt lệ nóng doanh tròng thân thể kích động đến run rẩy không ngừng dù ai cũng không cách nào nghịch chuyển thế cục thế mà bởi vì giang giật xuất hiện mạnh mẽ nghịch chuyển ba năm Lão tướng quân ánh mắt nhìn về phía sừng sướng ở trong sân cái kia đạo không ngừng vĩ ngạn thân ảnh màu xanh, khóe miệng lộ ra mỉm cười, thấp giọng thì thào, thiếu niên, giống như ba năm sau ngươi không thể cùng thiên tranh mệnh, như vậy toàn bộ đại hạ quốc đều sẽ cho ngươi chôn cùng, có thể cùng ngươi cùng chết, chúng ta. Rất vinh hạnh, chương 314, tô như tuyết còn sống, A-di-đà Phật, liên quân thối lui, lão hòa thượng cũng chuẩn bị rút lui, hai tay của hắn chắp tay trước ngực mặt hướng giang giật, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói ra, giang thí chủ, ba năm sau gặp lại, nếu là ba năm sau ngươi vào ma đạo, lão nạp liều chết cũng sẽ chém giết ngươi, hy vọng ngươi muốn kiên trì bản tâm, không muốn sai lầm. Hưu, nói xong Diên Hủy đại sư hướng thủy u lan ra các thanh vân bọn người có chút khom người về sau, trực tiếp hướng phía tây bắc phương diện đi đến. Hắn hẳn là cảm ngộ mộ một loại cực kỳ lợi hại thổ hệ đạo văn, có một loại cùng loại xúc địa thuật thần thông, chỉ là đi ra mấy bước, liền đã đến ngoài 10 dặm, rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Giang giật, có thời gian đến tinh vẫn đảo ngồi một chút đi. Thủy U Lan ngưng tụ giữa không trung hư ảnh cũng mở miệng nói chuyện, lời còn chưa nói hết hư ảnh tiểu chậm rãi biến mất. Chi chi, tiểu hồ ly theo yêu hậu trong ngực bay vụt mà xuống, rất nhanh vào tới giang giật trong ngực, một đạo bạch quang hiện lên, truyền âm nói, đại ca ca, người không sao chứ hù chết tiểu phỉ, còn tốt kịp thời chạy tới. Thiếu gia, giang tiểu nô cũng nghĩ xuống tới, nhưng yêu vương thân thể cao tới hơn 10 trượng, nàng làm sao dưới tới. Yêu hậu nhìn thấy Giang Tiểu Nô vội vã như thế, mỉm cười một tay sách theo Giang Tiểu Nô đưa nàng thân thể hướng Giang Giật Phung đi, miệng nàng môi hơi động một chút, cũng truyền âm nói, Giang Giật, bản hậu đi về trước, người xử lý tốt chuyện nơi đây, mau chóng hồi trở lại thiên nữ phong tu luyện. Ba năm về sau ta sẽ rời đi thiên tinh đại lục, giống như người ba năm này thực lực không có quá tiến nhanh bộ, đến lúc đó không thể tự vệ, trên trời dưới đất tựu không ai có thể cứu ngươi. Hưu, yêu hậu cũng đi, nàng thế mà không có mang đi tiểu hồ ly, mà lại 18 con yêu vương cũng không có đi theo trở về, hiển nhiên là lưu lại bảo hộ tiểu hồ ly. Nàng cũng rất là tự tin, đại lục này đã không có người dám làm tổn thương tiểu hồ ly. Tiểu nô, tiểu phỉ, các ngươi chờ chút, Giang giật một tay tiếp nhận Giang tiểu nô, đem tiểu hồ ly giao cho nàng về sau, mới chậm rãi hướng sau lưng cái kia hố to đi đến. Hắn sắc mặt rất là khó coi, thậm chí đi đường bước chân đều có chút lảo đảo, đứng tại hố sâu bên cạnh ánh mắt lại nhắm lại, tựa hồ có chút không đành lòng nhìn nhau. Lâm lão thái giám một trường kia, uy lực to lớn như thế, tô gia tộc nhân toàn bộ đều hư nhược muốn mạng, đừng nói kim cương cảnh cường giả, sợ là thần du ngũ trọng cường giả một trường đều có thể chụp chết bọn hắn A huống chi tô như tuyết thực lực còn tại tử phủ cảnh. Thời gian lâu như vậy, cũng không gặp trên một người đến, rất rõ ràng. Toàn bộ đều đã chết, hô hô, giang giật cắn môi, thật sâu hít hai cái khí, đứng tại hố sâu bên cạnh, ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại. A, à, vừa nhìn xuống, giang giật chân mày cao lại, cái này hố rất sâu, thị lực của hắn mặc dù kinh khủng, nhưng cũng chỉ có thể thấy mơ mơ hồ hồ. Hắn mơ hồ nhìn thấy phía dưới có rất nhiều thi thể, nhưng giống như có mấy cái người sống, có các vị cường giả ngay tại cho mấy người chữa thương. Chẳng lẽ, như tuyết còn sống cái này sao có thể? Giang giật toàn thân kích động đến run rẩy, ngực còn truyền đến như tê liệt đau đớn, nhưng hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, thân thể đột nhiên nhảy lên, hướng phía dưới bay vụt mà xuống. Còn sống, còn sống như tuyết còn sống bay vọt đi xuống một nửa giang giật nhìn thấy tô như tuyết chính ngồi xếp bằng trên mặt đất một cái thần du võ giả chính hai tay dán vào phía sau lưng nàng quán chú nguyên lực chữa thương cho nàng cảm nhận được tô như tuyết trên thân còn có một tia yếu ớt khí tức hắn lập tức mừng rỡ như điên mặt mũi tràn đầy không dám tin như thế cường đại công kích tô như tuyết làm sao có thể còn sống ầm um, hắn thân thể rất nhanh rơi xuống đất nhìn qua khóe miệng còn tại nhỏ máu nhưng rõ ràng còn có hô hấp tô như tuyết Hắn toàn thân đều run rẩy không ngừng, từng bước một hướng Tô Như Tuyết đi đến, thẳng đến quỳ gối trước mặt nàng, tự tay sờ lên nàng gương mặt xinh đẹp, mới xác định không phải đang nằm mơ. Giang đại nhân, công chúa điện hạ còn sống, hẳn là các vị lão cung phụng không tiếc tính mệnh một khắc cuối cùng bảo vệ nàng, đương nhiên. Trên người nàng có một kiện thiên khí nội giáp, nếu không công chúa đã sớm chết. Bên cạnh một tên thần du cấp bậc cường giả nhỏ giọng giải thích, nhìn qua Giang giật ánh mắt đều là sùng bái cùng tôn kính. Hưu bốn phía còn có mấy tên tô gia tộc nhân không chết giang giật cũng mặc kệ nhiều như vậy nhẹ nhàng ôm lấy tô như tuyết thân thể hướng lên trên mặt mà ra hai chân không ngừng tại đống bùn bên trên đá lung tung mượn lực bay vọt mà lên vừa đi ra ngoài lập tức đối đại hạ quốc tên kia lão tướng quân giống lên trong vương cung còn có ngự y sao có đại nhân xin mời đi theo ta đại hạ quốc tên kia tóc trắng xóa lão tướng quân liền vội vàng gật đầu nhanh chóng cùng bên cạnh một tên tướng quân bàn giao vài câu tướng quân kia lập tức mang theo Giang Tiểu Nô đi theo Giang giật hướng thành nội phóng đi. Đúng rồi, Giang giật bôn tẩu mấy bước đột nhiên tỉnh ngộ lại, ánh mắt nhìn về phía giữa không trung ra các thanh vân, cái sau khẽ mỉm cười nói, Giang giật, người không cần phải để ý đến ta, đi trước cho tôi như tuyết chữa thương đi. Các loại chờ bên này sự tình, mang theo như tuyết hồi trở lại học viện một chuyến, lão phu đi về trước. Ngao ngao, phía dưới kim long tựa hồ cũng khôi phục một chút nguyên khí, trường ngâm hai tiếng bay lên giữa không trung mang theo ra các thanh vân hướng linh thú sơn học viện bay đi, rất nhanh hóa thành một điểm đen biến mất không thấy. Giang tiểu nô mang theo tiểu hồ ly, đi theo giang giật một đường hướng hạ vũ thành chạy như bay, kia 18 con yêu vương thế mà cũng không sợ tiểu hồ ly xảy ra chuyện, an tĩnh đợi bên ngoài thành trì. Đại Hạ Quốc còn sót lại các tướng quân thì bắt đầu an bài đại quân quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh, thu thập thi thể cùng một chỗ vùi lấp hỏa táng. Đại Hạ Quốc còn sót lại quân đội không nhiều lắm, chỉ có hơn 10 vạn tả hiếu, rất nhiều người còn trên thân mang thương, nhưng hết thảy mọi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười, từ nội tâm chỗ sâu phát ra vui sướng. Rất nhiều nhân vọng lấy hướng hạ vũ thành chạy như điên giang giật bóng lưng, trong đôi mắt cũng đều là cuồng nhiệt cùng kinh ý. Giang giật cứu được toàn bộ đại hạ quốc, cứu được tất cả mọi người ở đây, hắn là đại hạ quốc ân nhân, anh hùng, cũng nhất định lưu danh sử sanh tuyệt thế thiên tài. Cúi chào, hạ vũ thành bên trong còn có một số lưu thủ quân đội, nhìn thấy lão tướng quân mang theo giang giật bọn người băng băng mà tới bên trong một vị thống lĩnh quát khẽ hạ vũ thành cửa thành bắc quân đội còn có vô số thần dân toàn bộ một gối hoặc là hai đầu gối quỳ xuống bọn một tay xoa ngực ánh mắt nóng rực nhìn qua giang giật toàn bộ người không hẹn mà cùng quát lớn tham kiến giang đại nhân tham kiến giang đại nhân giang giật bọn người một đường hướng hoàng cung lao nhanh một đường từng mảnh nhỏ con dân quỳ xuống xuống dưới toàn bộ đều cung kính hành lễ giang giật cũng không phải là đại hạ quốc người cũng không có bất kỳ cái gì chức vị, nhưng bọn hắn đều phát đến nội tâm tôn sưng hắn một tiếng đại nhân. Giang giật bắt đầu còn khẽ gật đầu, đến đằng sau chỉ có thể coi thường, tâm tình của hắn cấp bách cũng không có lòng đi quản những thứ này. Giang tiểu nô bị một tên tướng quân mang theo lao nhanh, khuôn mặt nhỏ kích động đến đỏ rực, tiểu hồ ly tại trong ngực nàng cũng cao hứng ghê gớm, hiếu kỷ bốn phía quan sát. Rất nhanh, Giang giật bọn người vọt vào hoàng cung, đem thẳng đến tô như tuyết phiêu tuyết cung, mấy tên ngự y cũng đã sớm đang đợi, Tô Địch Vương vẫn còn đang hôn mê bên trong, sở dĩ cung điện bên ngoài chỉ có một tên nội vụ thái giám tổng quản dẫn một đám người chờ đợi. Ngự y cẩn thận kiểm tra một phen cho kết luận, tô như tuyết không có gì đáng ngại, bất quá xương cốt bị chấn đoạn rất nhiều, nội tạng cũng đã nứt ra, cần an dưỡng mấy tháng. Đạt được Ngự y khẳng định trả lời chắc chắn, Giang giật đặt mông ngồi dưới đất, sau đó chớp mắt trực tiếp ngất đi. Hôm nay hắn thụ thương cũng rất nghiêm trọng, phóng thích sát lục chân ý giết như vậy người, thân thể suy yếu đến cực hạn, có thể kiên trì đến đã coi như là đáng quý. Mấy tên ngự y lại bắt đầu luống cuống tay chân cho Giang giật cứu chữa, chờ Giang giật ổn định về sau, Giang tiểu nô cùng tiểu hồ ly mới trầm tĩnh lại, tiểu hồ ly cũng lúc này mới có thời gian truyền âm hỏi thăm về đến, tiểu nô tỉ tỉ, đại ca ca vừa rồi ôm nữ tử là ai a, à, làm sao cảm giác các nàng quan hệ rất tốt a, à. đại ca ca có thể hay không cùng với nàng, không cần chúng ta. Giang tiểu nô đôi mắt ảm đạm, rất nhanh lại miễn cưỡng nở nụ cười nói tô tỷ tỷ là thiếu gia người con gái thân yêu nhất đi tiểu phỉ yên tâm thiếu gia cho dù có nữ nhân yêu mến cũng sẽ không không để ý tới chúng ta cứ việc trên mặt là cười nhưng giang tiểu nô lông mày bên trên vẫn là có một tia nhàn nhạt, nhạt sầu như thành bắc thiên không mùi máu tươi làm sao đều che giấu không được chương 315, nội chiến hạ vũ thành bên ngoài một trận chiến rất nhanh truyền khắp đại lục vạn năm qua lần thứ nhất lục đại thế lực liên hợp công kích một nước đại sự như thế cũng không có khả năng không bị chú ý sau cùng kết cục ra, toàn bộ đại lục một mảnh xôn xao, giang giật cái tên này cũng lại một lần nữa truyền khắp đại lục, tự liền ba tuổi hài đồng đều biết hắn huy danh. Không có cách nào, lúc đầu nhất định hủy diệt đại hạ quốc, bị giang giật công việc của một người sinh sinh nghịch truyền. Cuối cùng liên quân bên này cường giả trí tôn còn ra tới 10 vị, kết cục lại càng thêm bi thảm, lâm thái dám kém chút bị giết chết, thập đại cường giả trí tôn bị yêu hậu một người trấn áp, không người dám động. Mặc dù có một cái ước hẹn 3 năm cho mọi người xuống thang, nhưng... Ai cũng biết, lần này liên quân là đại bại mà về, thập đại cường giả trí tôn mất hết mặt mũi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều các nước chư hầu con dân tức giận không thôi, mà quyền sát trưởng, chờ đợi ba năm về sau liên quân tề động, lần nữa hủy diệt đại hạ quốc. Đến lúc đó yêu hậu cùng Thủy U Lan, diên hủy đại sư gia Cát Thanh Vân không còn bảo vệ giang giật, bằng giang giật còn có thể ngăn cản lục đại thế lực trăm vạn đại quân. Đồng thời, toàn bộ đại lục vô số người đều có một nỗi nghi hoặc vì sao lục đại thế lực vội vã như vậy bách nghĩ hủy diệt đại hạ quốc, thanh long hoàng triều nghĩ một lần nữa nhất thống thiên hạ, điểm ấy có thể lý giải, nhưng còn lại nam nước vì sao liều mạng như vậy. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì đại hạ quốc là phía sau màn thủ phạm, vì nhân loại đại nghĩa. Điểm ấy hù hù dân chúng vẫn là có thể, bình thường gia tộc cao tầng đều hiểu, cũng không đủ lợi ích, năm nước cũng không sẽ như thế ra sức, dù sao hủy diệt đại hạ quốc, tình thế của đại lục liền sẽ cải biến. Diệt chính là đại hạ quốc, lần tiếp theo đâu có phải hay không là thiên huyền quốc có phải hay không là thánh linh quốc. Một khi loạn chiến, nói không chừng lục đại chư hầu quốc đô sẽ bị tiêu diệt, trước mắt không có bất kỳ cái gì một cái các nước chư hầu có nhất thống thiên hạ thực lực, cách cục cải biến đối bọn hắn lục quốc đều không có chỗ tốt. Sở dĩ năm nước vì sao muốn như thế bức thiết nghĩ hủy diệt đại hạ quốc cái này nỗi băn khoăn thật sâu chiếm cứ tại vô số người trong đầu, ai cũng không nghĩ ra, sợ là chỉ có năm nước chân chính cao tầng mới có thể hiểu kỳ thật cái nghi vấn này cũng một mực chiếm cứ tại giang giật trong đầu đại nghĩa thứ này đối với chính khách tới nói hoàn toàn là phân chó thắng lợi một mực là người thắng sửa chỉ cần có thể thu hoạch được đầy đủ lợi ích bọn hắn thậm chí không tiếc cho minh quân đâm một cây đao hủy diệt đại hà quốc đối với năm nước cũng không có thực chất chỗ tốt ngoại trừ phân một chút cương thổ đoạt một chút tài vật bên ngoài có thể có chỗ tốt gì phía bắc bắc mãng quốc bắc lương quốc đoán chừng liền cương thổ đều không được chia a hai nước lần này thế nhưng là tới hai vị kim cương cường giả a không nghĩ ra tựu không nghĩ, giang giật thân thể cũng tạm được, tại đại hạ quốc vương thất vô số linh dược an dưỡng phía dưới, hắn chỉ là hao tốn 3 ngày tựu khôi phục bảy tám phần. Tô như tuyết vẫn còn không có thức tỉnh, sở dĩ giang giật cái này mấy ngày một mực ở tại nàng phiêu trong tuyết cung, chờ nàng thức tỉnh. Tô như tuyết thả ra rất nhiều lần tử mị thần quang, thân thể cùng linh hồn chi lực đều tiêu hao rất nhiều, đằng sau lại thụ thương, đoán chừng 10 ngày nửa tháng có thể tỉnh lại thế là tốt rồi. Rất kỳ quái chính là, Tô Địch phương thế mà cũng không có tỉnh lại, Tô Địch phương những năm này mặc dù một mực tử sắc quá độ, thể cốt bên trong móc giống, tăng thêm mắt thấy đại hạ quốc liền muốn diệt phong, còn có chính mình lẩn trốn nhi tử nữ nhi cùng Tô gia tinh anh con em chết hết, thương tâm quá độ, nhưng nhiều ngày như vậy, phục đại lượng linh dược, hẳn là cũng không sai biệt lắm khôi phục lại a. À. Đại hạ quốc còn sót lại các vị lão tướng quân, còn có Tô gia tộc nhân cái này mấy ngày bề bộn nhiều việc, ngoại trừ an bài chiến hậu công việc bên ngoài, Đại Hạ Quốc gần như sở hữu thành trì đều bị cướp sạch một lần, trong nước dung chuyển bất an, mặc dù liên quân lui đi, nhưng muốn ổn định lại không có một đoạn thời gian là không thể nào. Tiểu nô cùng tiểu hồ ly ngược lại là trong vương cung ở rất hài lòng, trong vương cung người đem các nàng xem như tổ tông đồng dạng cung cấp. Nhất là tiểu hồ ly trước kia chỉ là ăn linh quả, trong khoảng thời gian này ăn đã quen trong vương cung sơn chân hải vị, đều có chút vui đến quên cả trời đất hương vị. Giang giật cũng không đi quản các nàng, mỗi ngày tại tô như tuyết gian phòng bên trong, ngoại trừ chữa thương liền là tu luyện, nhìn xem tô như tuyết khí sắc một ngày so một ngày tốt, tâm tình của hắn cũng khá rất nhiều. Về sau nên làm cái gì giang giật ngược lại là không muốn xa như vậy, cái kia ước hẹn ba năm cũng không muốn đi quản, lần này có thể còn sống sót hắn đã rất thỏa mãn, chuyện ngày sau sau này hãy nói. Giống như tô như tuyết nguyện ý cùng hắn đi, hắn có thể cái gì đều mặc kệ, cùng tô như tuyết một mực ở tại tam vạn đại sơn bên trong, an ổn sống hết đời. Đông đông đông, ngày thứ năm, Giang giật còn tại trong tu luyện, đột nhiên bị một loại trầm muộn tiếng chuông đánh thức, tiếng chuông này liên tiếp vang lên 9 tiếng, tiếp lấy Giang giật thấy được kỳ quái một màn, phiêu trong tuyết cung thái giám cùng cung nữ toàn bộ hai đầu gối quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra, Giang giật lông mày nhíu lại quát khẽ, một mực theo hắn một tên thái giám tổng quản kêu rên lên, Giang đại nhân, bệ hạ tân ngày. Cái gì, Giang giật thình lình đứng dậy, hướng tô như tuyết nhìn lướt qua, bàn giao chiếu cố tốt công chúa ta đi xem một chút giang giật mang theo hai tên thái giám nhanh chóng hướng tô địch vương chỗ an dương điện đi đến một đường đều có thể nhìn thấy vô số cung nữ thái giám quỳ trên mặt đất đau nhức âm thanh kêu rên không thôi mặc kệ là trang vẫn là thật lòng nhìn thấy người đều sinh lòng thê lương bi ai an dương điện rất nhanh tới người nơi này càng nhiều bên ngoài quỳ từng mảnh từng mảnh cung nữ thái giám đại thần tướng quân giang giật sắc mặt trầm tựu đi vào ánh mắt quét qua khóa chặt đại hạ quốc tên kia họ lô lão tướng quân, hỏi, lư lão tướng quân, chuyện gì xảy ra bệ hạ đoạn thời gian trước không phải hảo hảo sao vì sao hôm nay đột nhiên tân ngày. lư lão tướng quân khe khẽ thở dài, xoa xoa khóe mắt lệ thủy, trầm giọng nói, bệ hạ thân thể xương một mực không tốt, có thể bởi vì thương tâm quá độ, tăng thêm nội tâm tuyệt vọng, sở dĩ một lòng muốn chết đi, bởi vì không nguyện ý tỉnh lại, sở dĩ tự không tỉnh lại. Ách, Giang giật khẽ vuốt cằm, một người giống như nội tâm tuyệt vọng, cho là mình hẳn phải chết, có lẽ hôn mê sau nội tâm còn sót lại suy nghĩ sẽ để cho hắn chậm rãi chết đi, tô địch vương thể cốt vốn là tranh lệch, tỉnh không đến vậy bình thường. Hắn cũng không muốn quá nhiều, rất mau đem việc này vứt ở một bên, hắn đối tô địch vương không có hảo cảm, chỉ là lo lắng tô như tuyết sau khi tỉnh lại có thể hay không thương tâm quá độ, thể cốt chịu không được. Hắn bái tế một phen sau trực tiếp rời đi, tô địch vương hậu sự tự có người đi an bài, hắn không phải đại hạ quốc thần tử cũng không muốn đi quản nhiều như vậy cũng may tô như tuyết vẫn là không có thức tỉnh đại hà quốc chết nhiều người như vậy tô địch vương bệnh chết cũng không có tại hạ vũ thành bên trong nhấc lên sóng to gió lớn chỉ là để hạ vũ thành bên trong bầu không khí càng tăng áp lực hơn ức tô địch vương đưa tang định tại ba ngày sau đó giang giật biết được tin tức này lại kinh ngạc một cái đế vương thế mà ngắn như vậy thời gian tựu an táng mặc dù đại hà quốc bách phế đãi hưng nhưng vội vàng như thế luôn luôn không thể nào nói nổi a à mà lại tô như tuyết còn không có thức tỉnh cứ như vậy an táng, cũng không cho nàng cuối cùng tưởng niệm cơ hội. Giang đại nhân, tại Giang giật chính trần chờ không định giờ, cùng điện bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo già nua quát khẽ âm thanh, tên kia lư lão tướng quân vội vàng đi đến, với lui cung nội thái giám cùng thị nữ về sau, đột nhiên quỳ xuống cắn răng nói ra, Giang đại nhân, mời ngươi ra mặt mau cứu đại hạ quốc, nếu không đám người này sẽ triệt để đem đại hạ quốc cho tống táng. Ừ, Giang giật mơ hồ chừng mắt nhìn, trầm giọng hỏi, tình huống như thế nào? Lư lão tướng quân mặt mũi tràn đầy oán giận, thân thể cũng hơi run rẩy lên, bi phẫn nói ra, bệ hạ thi cốt chưa lạnh, tô hành điện hạ cùng tô vũ điện hạ liền bắt đầu tranh đoạt vương vị, đều chuẩn bị khống chế trong đại quân chiến, mà lại ta hoài nghi, bệ hạ rất có thể là bị hai vị điện hạ hại chết. mười 316, không nể mặt mũi, Giang giật mặc dù không có hoàn toàn tìm hiểu được, nhưng cũng minh bạch đại khái ý tứ, nội tâm lập tức tuôn ra một cỗ lệ khí, trong thân thể sát khí nghiêm nghị. Hắn trước kia tự hoài nghi Tô Địch Vương chết là không bình thường, nghe xong triệt để tỉnh ngộ lại. Tô Địch Vương rất có thể là bị người hại chết, nếu không sẽ không như thế vội vã liền xuống táng, đều không đợi Tô Như Tuyết tỉnh lại. Đám này tập toái đại Hà Quốc muốn diệt phong thời điểm, không gặp bọn hắn xuất chiến vì nước chém giết, giờ phút này tranh quyền đoạt lợi ngược lại là rất có một bộ nha. Hắn con ngươi lấp lóe một vòng, lạnh giọng hỏi Tô Hành cùng Tô Vũ là ai? Lư lão tướng quân giải thích nói, hai người này đều là bệ hạ đường đệ, người cũng biết bệ hạ dòng dõi đều bị hại, bệ hạ chết một cái, dựa theo tổ huấn bọn hắn đều có tư cách kế thừa đại thống. Mấy ngày nay bọn hắn cũng phân biệt khống chế một chút quân đội cùng đại thần, tại triều sẽ lên đều cãi lộn mấy ngày, còn không có định ra ai kế thừa vương vị, sở dĩ phía trước đêm đều riêng phần mình phái sát thủ đi hành thích đối phương. Vừa rồi triều hội phía trên song phương lại nhao nhao mở ra, ta sợ tiếp tục nữa, bọn hắn muốn triệu tập đại quân binh biến. Phân chó, Giang giật giận quá mà cười, Đại Hạ Quốc đều biến thành bộ dáng gì không tận tâm tận lực ổn định trong nước thế cục, dù sao nội chiến Đại Hạ Quốc quân đội còn thừa lại bao nhiêu mười mấy vạn a à chẳng lẽ đem cái này mười mấy vạn người đều liều xong, bọn hắn tự vui vẻ. Lục đại thế lực cùng giang giật thế nhưng là có một cái ước hẹn 3 năm a, à. coi như bọn hắn thượng vị lại như thế nào giang giật vạn 3 năm sau mặc kệ đâu hoặc là muốn quản cũng không có thực lực này, ai có thể chống đỡ được trăm vạn đại quân vị trí kia thật như vậy có lực hấp dẫn. Giang giật trầm mặc một trận, đã hỏi tới điểm mấu chốt nhưng có chứng cứ cho thấy bệ hạ là hai người bọn họ mưu hại không có lư lão tướng quân lắc đầu nói lúc ấy chúng ta đều bận rộn ổn định quân tâm tiếp quản thành trì bởi vì bệ hạ cũng không lo ngại cho nên chúng ta đều không có thời gian cố kỵ hai vị điện hạ đều đến thăm qua bệ hạ ai cũng không biết có phải hay không hai người hạ thủ đương nhiên cũng có khả năng bệ hạ là chính mình tân thiên để bọn hắn tranh đi giang giật trầm ngâm một lát khoát tay áo cười lạnh nói lư lão tướng quân ta là một ngoại nhân, việc này không tiện nhúng tay. Người tận lực áp chế quân đội chớ lộn xộn đi, bọn hắn có thể giết chết đối phương, còn lại một cái tựu cho hắn làm vương thượng, các người đại hạ quốc phá sự ta không muốn quản, cũng không quản được. Một cái rách dưới các nước chư hầu, một cái lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt các nước chư hầu, giang giật thật đúng là tâm không muốn để ý tới. Đây là chuyện nhà của người ta, hắn đi nhúng tay cũng không tốt, nếu có chứng cớ, hắn có thể sẽ ngang nhiên ra tay giúp tô địch vương báo thù, lư tướng quân không bỏ ra nổi chứng cứ, tô như tuyết không có tỉnh lại, hắn tự nhiên không tiện ra mặt. cái này, lư lão tướng quân biến sắc, trông mong nhìn qua giang giật khẩn cầu, giang đại nhân, người ở trong nước cùng trong quân uy vọng cực cao, giống như ngươi ra mặt, hạ vũ thành sẽ lập tức an định lại. đại hà quốc thụ trọng thương, không thể lại dày vò a, à. mà tướng cấp bậc không đến, căn bản không áp chế nổi hai vị điện hạ a. À. vậy ngươi cảm thấy ai thích hợp thượng vị? giang giật hơi không kiên nhẫn. Thuận miệng nói, người nói một người, ta truyền một câu duy trì hắn thượng vị đi, đại hạ quốc đều như vậy, còn tranh cái giám. Ta, lư lão tướng quân toàn thân run lên bị hù dọa, giang giật thế mà đem quyền quyết định giao cho hắn. Nói một cách khác, giờ phút này nếu là hắn quyết định duy trì ai, ai lập tức có thể trở thành đại hạ quốc một đời mới vương thượng, hắn cũng sẽ trở thành đại hạ quốc vương thượng phía dưới đệ nhất nhân. lư lão tướng quân đột nhiên nuốt nước, nước miếng một cái, thật sâu ít mấy hơi, trầm tư thật lâu cuối cùng cắn răng nói, Giang đại nhân, ta cũng không biết nên duy trì ai, bởi vì hai vị này điện hạ trước kia đều là nổi danh hoàn khố, hai người bất kỳ người nào đăng cơ, sợ đều không phải là đại hạ quốc chi phúc a. À. Giang giật nhướng mày, Tô Địch Phương thi cốt chưa lạnh hai người tiểu tranh vương vị, hoàn toàn chính xác không phải kẻ tốt lành gì, hắn hỏi thăm về đến, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, không ứng cử viên sao? Hết rồi, Lư lão tướng quân lắc đầu nói, ngoại trừ Như Tuyết công chúa, bệ hạ dòng dõi đều bị hại vương gia bên trong cũng chỉ còn lại hai vị điện hạ rồi, theo tổ huấn chỉ có bọn hắn có tư cách kế thừa đại thống. Bất quá, lư lão tướng quân đột nhiên đôi mắt sáng lên, nhìn một cái nằm trên giường tô như tuyết trầm giọng nói ra, đại nhân, giống như như tuyết công chúa nguyện ý, có lẽ nàng cũng có thể kế thừa vương vị, dùng như tuyết điện hạ năng lực, chắc hẳn đại hạ quốc rất nhanh hội khôi phục lại. Như tuyết, giang giật mày kiếm vầy một cái. Lạnh giọng hỏi, nữ tử cũng có thể kế thừa đại thống tổ huấn bên trên có đầu này. Như thế không có, lư lão tướng quân khó xử nói ra bất quá giang đại nhân duy trì như tuyết công chúa thượng vị chắc hẳn trên triều đình cho dù có thanh âm phản đối cũng là có thể đè xuống không được giang giật rất kiên định khoát tay nói vị trí kia người nào thích ngồi ai ngồi đi như tuyết ta cũng không hội duy trì nàng đăng cơ đi việc này ngươi chớ để ý ngươi khống chế một chút quân đội đừng làm rộn ra đại sự là được bọn hắn yêu làm sao tranh làm sao đoạt tùy bọn hắn đi thôi nói đùa tô như tuyết thế nhưng là giang giật độc chiếm để nàng đi làm một cái rách dưới đại hạ quốc quốc chủ đi suốt đầu lộ diệt, đi là đại hạ quốc phục hưng thiền tinh kiệt lo giang giật có thể không nỡ, hắn nhưng là đánh lấy tính toán mang tô như tuyết cao chạy xa bay, ẩn cư sơn lâm. Ai, lư lão tướng quân nặng nề thở dài, bất đắc dĩ hành lễ đi xuống, giang giật cũng không đi quản nhiều như vậy, lần nữa bế quan tu luyện. Kết quả, sau nửa canh giờ, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng tiếng truyền báo, tô hoành vương ra cầu kiến. Giang giật não hải nhất chuyển, lập tức minh bạch vị này vương ra ý đồ, nhưng hắn chính trần chờ có muốn gặp hắn hay không lúc, bên ngoài một vị người mặc áo mãng bảo trung niên nam tử thế mà trực tiếp đi đến, sau khi đi vào thật sâu xoay người khom người chào, trầm giọng nói tô hành bái kiến giang đại nhân. Đối phương rất khách khí, giang giật cũng không tốt trực tiếp mặt lạnh, chỉ có thể đứng dậy nhàn nhạt gật đầu nói, ra ngoài nói đi, chớ quấy dậy đến như tuyết. Ừm, như tuyết đứa nhỏ này là bản vương nhìn xem lớn lên, lần này may mắn có giang đại nhân, mới có thể hóa hung là cát, chắc hẳn rất nhanh cũng sẽ bình yên tỉnh lại. Tô Hoành trùng điệp gật đầu, thở dài thở ngắn một trận đi theo Giang giật đi ra phía ngoài, vừa đi ra khỏi phía ngoài chính sảnh, hắn lần nữa cho Giang giật thật sâu không người chào, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói ra, Tô Hoành đại biểu đại hạ quốc ức vạn con dân bái tạ Giang đại nhân đại ân, không có Giang đại nhân lần này đại hạ quốc tai kiếp khó thoát, Tô Hoành cũng đem thịt nát xương tan, đại nhân sẽ vĩnh viễn là đại hạ quốc ân nhân. Đại hạ quốc tử tôn cũng đem đời đời kiếp kiếp ghi khắc đại nhân ân trạch, bản vương đã sai người ở trong thành quảng trường cho đại nhân rèn đúc một cái pho tượng để đại hạ quốc con dân ngày đêm cúng bái. Tô hành lưu loát nói một đại thông, trên mặt cùng trong mắt đều là chân thành tha thiết cảm kích, nói đến giang giật đều không có ý tứ. Giang giật ngược lại là không nghĩ tới muốn cứu đại hạ quốc, chỉ là vì tô như tuyết mà đến, không phải tô như tuyết hắn quản đại hạ quốc đi chết. Nói một trận về sau, tô hành ngữ phong nhất truyền, bắt đầu lo lắng, đại nhân A, à, người cũng không biết rõ A. À. Đại hạ quốc thụ trọng thương, Bách phế đãi hưng, dân chúng lầm than, rất nhiều thành trí con dân đều còn tại cơ hàn bên trong, áo rách quần manh, bụng ăn không no. Vương huynh cũng thi cốt chưa lạnh, có ít người thế mà không lấy đại cục làm trọng, thăm dò vương vị, bản vương mấy ngày nay đến đã gặp nhiều lần ám sát, nếu không phải vì đại hạ quốc ngàn ngàn vạn vạn con dân, tô hành tình nguyện bồi vương huynh mà đi. Nói nói, tô hành vậy mà xúc động rơi lệ, giang giật lại là càng nghe càng không kiên nhẫn, càng nghe càng cảm giác khó chịu. Ngươi nếu là thật tâm là đại hạ quốc nghĩ, sẽ không lui một bước phụ tá Tô Vũ thật muốn lo lắng đại hạ quốc con dân, còn tranh cái rắm, trước đồng tâm hiệp lực đem đại hạ quốc ổn định lại nói, quốc không thể một ngày không có vua cầu thí. Cho nên nhìn thấy Tô Hành lại muốn giả mù sa mưa bắt đầu diễn thuyết về sau, Giang giật không nhịn được vung tay lên, nói, Tô Hành điện hạ, chuyện của các ngươi ta mặc kệ, các ngươi cũng đừng tới tìm ta, ta chỉ có một điểm yêu cầu, đừng làm rộn đến phiêu tuyết cung đến, nếu không đừng trách Giang mỗ không nể mặt mũi chương 317, toàn bộ cầm xuống. A, Giang giật đột nhiên tới không khách khí, để Tô Hoành cảm giác nhất thời khó có thể tiếp nhận. Hôm nay hắn tư thái thả rất thấp, thậm chí không để ý đến thân phận hai lần cho Giang giật khom người hành lễ. Hắn thấy đã rất cho Giang giật mặt mũi, lại không nghĩ rằng Giang giật nói không nói hai câu trực tiếp hạ lệnh trục khách, còn uy hiếp hắn. Sắc mặt hắn biến đổi, bản năng nổi giận, bất quá con người nhất chuyển rất nhanh tỉnh táo lại. Giang giật giờ phút này hắn nhưng là không thể trêu vào a, nếu không giang giật ra mặt duy trì tô vũ tình thế sẽ lập tức nghịch chuyển sở dĩ hắn chỉ có thể gượng cười hai tiếng ngượng ngùng cáo từ lúc ra cửa còn có chút hử lạnh một tiếng biểu đạt bất mãn của mình ngu xuẩn giang giật lắc đầu khó trách lư lão tướng quân một cái cũng không coi trọng bực này tầm thường nếu là làm vương thượng sợ là toàn bộ đại hạ quốc không cần địch nhân đến công chính mình cũng muốn diệt phong a giang đại nhân tại giang giật vừa mới chuẩn bị đi vào tiếp tục tu luyện lúc kia thái giám tổng quản đột nhiên đi đến mặt mũi tràn đầy nịnh nọt cười nói đại nhân tô vũ điện hạ ở ngoài điện cầu kiến ngài gặp một chút lại tới giang giật càng thêm không kiên nhẫn được nữa trực tiếp cự tuyệt nói không thấy ngoại trừ lư lão tướng quân bên ngoài bất kỳ người nào cũng không thấy cái này kia lão thái giám tựa hồ cùng tô vũ quan hệ không tệ lần nữa khuyên nói ra đại nhân tô vũ điện hạ thế nhưng là rất thành tâm hắn lần này sửa soạn hậu lễ cố ý đi cầu gặp đại nhân đại nhân giống như cự gặp lời nói điện hạ bên kia lão nô cũng không tốt bàn giao cút giang giật nổi giận sát khí nghiêm nghị khóa chặt lão thái giám quát ngươi cũng cho ta lăn ra ngoài một đám thứ gì a à, lão thái giám bị hù dọa bên cạnh một cái thiền điện bên trong giang tiểu nô cùng tiểu hồ ly cũng bị kinh động đến đi tới nhìn qua giận tím mặt giang giật có chút không biết làm sao tiểu nô không có việc gì các ngươi đi chơi đi thiếu gia tu luyện đi giang giật nhìn thấy giang tiểu nô cùng tiểu hồ ly bị hù dọa sắc mặt hòa hoãn lại. Khoát tay áo chính mình tiến vào Tô Như Tuyết gian phòng, Giang Tiểu Nô thẻ lưỡi ôm tiểu hồ ly hồi trở lại phòng khách nhỏ đi, kia lão thái giám thì mặt mũi tràn đầy lúng túng đi ra ngoài. Ầm, uhm, bên ngoài rất nhanh truyền đến một tiếng phiến đá bạo liệt thanh âm, rất rõ ràng Tô Vũ nghe được lão thái giám báo cáo sau giận không thể nghỉ, trực tiếp một cước đem bên ngoài phiến đá đạp vỡ. Bên trong Giang giật càng thêm bó tay rồi, đại hạ quốc quả nhiên không người nào, lại lưu lại hai cái này ngu xuẩn kế thừa vương vị. Giang giật bão nổi thời gian kế tiếp không ai đang đánh nhiễu hắn, Giang Giật cũng an tâm ở tại phiêu trong tuyết cung, cái gì đều không đi nghĩ, chỉ là chuyên tâm tu luyện, chờ đợi Tô Như Tuyết tỉnh lại. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, Tô Như Tuyết còn không có tỉnh lại, Hạ Vũ Thành bên trong lại là huyên náo càng ngày càng hung, nếu không phải lư lão tướng quân áp chế quân đội, sợ là Tô Hoành cùng Tô Vũ đều trực tiếp phái đại quân khai chiến. Triều hội bên trên lại bắt đầu cãi lộn không ngừng, nhưng song phương thế lực đều không khác mấy, ai cũng không thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, tăng thêm lư lão tướng quân bọn người không biểu lộ thái độ độ, trong lúc nhất thời hạ vũ thành bên trong thế cục rằng co xuống tới. Trừ phi một phương đạt được áp đảo thức duy trì, hoặc là ám sát đối phương, nếu không sợ là loại này quần long vô chủ tình huống vẫn cứ tiếp tục kéo dài. Đại chiến kết thúc ngày thứ bảy, tô như tuyết sốt cục tình. Đáng tiếc nàng thân thể vẫn là quá hư nhược, chỉ là có chút mở ra thoáng cái con mắt, không đợi Giang giật đi qua lại lần nữa ngủ mê. Giang giật không tiếp tục tu luyện, một mực bồi ngồi tại tô như tuyết bên cạnh giường, bắt lấy tay của nàng, nhìn qua nàng tấm kia tuyệt mỹ mặt, thỉnh thoảng cười ngây ngô hai tiếng, tựa như một cái vừa mới nói yêu thương lăng đầu thanh. Bộ dạng này cho ngoại nhân nhìn thấy, ai cũng sẽ không tin tưởng hắn liền là một người lực kháng trăm vạn đại quân giang giật. Lúc trạng vạn tối, tôi như tuyết tỉnh lại lần nữa, nàng lông nghi thật dài run rẩy thoáng cái, mở mắt nhìn giang giật thật lâu, mới nhúc nhích bờ môi phát ra một tiếng thanh âm yếu ớt, giang giật, là ngươi sao như tuyết có phải hay không đang nằm mơ. Giang giật bắt lấy tô như tuyết tay tăng thêm một chút lực đạo, mím môi, nhẹ giọng nói ra, như tuyết, ngươi không phải đang nằm mơ, ngươi còn sống, ta cũng còn sống, chúng ta về sau cũng sẽ sống thật lâu. Ngươi vừa mới thức tỉnh đừng nói quá nhiều, nghỉ ngơi trước một hồi. Tô như tuyết mỉm cười, lần nữa nhắm mắt lại nghỉ ngơi trọn vẹn gần nửa canh giờ, mới khôi phục một chút tinh lực, nàng cũng không hỏi nhiều cái gì, chỉ là nắm chắc giang giật tay, nói khẽ, giang giật, giống như có thể dạng này cả một đời nắm tay ngươi, nên chuyện tốt đẹp giường nào a à. Ha ha, Giang giật trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, nội tâm cũng hào khí ngất trời, kiên định nói ra, vì cùng ngươi cả một đời dắt tay đi xuống, ta sẽ cố gắng trở nên cường đại, cường đại đến không người có thể tổn thương ngươi ta tình trạng, coi như minh đế cũng đừng hòng đem chúng ta tách ra. Tô như tuyết cười, ở ngoài sáng ánh nến chiếu rọi như một đóa nở rộ mẫu đơn, xinh đẹp tuyệt luân, tuyệt mỹ khuynh thành. Giang giật cũng say, hắn cảm giác giờ khác này là hắn hạnh phúc nhất thời gian, hắn tâm trước nay chưa từng có phong phú, yên ổn. Xa xa xa, gian phòng bên trong tường hòa kiều diễm bầu không khí đột một bị bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân phá vỡ, giang giật nhướng mày, trong mắt sát cơ lóe lên, cái này đại điện ngoại trừ phục thị thái giám cung nữ bên ngoài, hắn đã nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào, như thế thời khắc cái kia mắt không mở dám đi vào quấy giày. Giang đại nhân, không xong, tới là lư lão tướng quân, còn không có vào đây tự cấp bách gọi lẩm bẩm đại nhân, hai vị điện hạ mang binh đánh nhau, ít nhất có 3 vạn người tham gia hỗn chiến, đã tử thương 2, ba ngàn người, phụ cận bình dân bị đã ngộ thương không ít. Sang giật nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi, hắn không phải lo lắng đại hạ quốc sẽ chết bao nhiêu người, hắn là lo lắng tô như tuyết. Tô như tuyết mới thanh tỉnh, thân thể hư nhược muốn mạng, hắn liền tô địch phương chết tin tức đều không dám nói, chuẩn bị để nàng tĩnh dưỡng mấy ngày sau lại nói, lại không nghĩ rằng cái giờ này, vừa lúc phát sinh loại sự tình này. Nói bậy bạ gì đó lăn ra ngoài lập tức hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt như dao hướng lư lão tướng quân quét tới, sau đó lập tức quay đầu khẩn trương hướng tô như tuyết nhìn lại. Tô hành thúc phương tô vũ thúc phương, tô như tuyết lông mày một đám, trong mắt lóe lên một tia mê mang, lập tức rất nhanh tỉnh táo lại, nhẹ giọng hỏi thăm về đến, giang giật, chuyện gì xảy ra vì sao bọn hắn hội mang binh đánh nhau. Giang giật muốn giết người tâm đều có, lại chỉ có thể miễn cưỡng cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Một chút chuyện nhỏ, ta chế chút đi xử lý dưới, như tuyết ngươi vừa mới tỉnh lại, nghỉ ngơi thật tốt, đừng quản những này, hiểu không? Lư lão tướng quân cũng kịp phản ứng, mặc dù gấp đến độ muốn lửa cháy đến nơi, nhưng cũng chỉ có thể dùng so với khóc còn khó nhìn hơn nụ cười, cười làm lành nói, ừm, um, không sai, không sai, như tuyết công chúa nghỉ ngơi trước, một chút chuyện nhỏ, mà tướng cái này đi xử lý. Dừng lại, tô như tuyết sắc mặt âm trầm xuống, dãy dụa muốn ngồi xuống, đem giang giật dọa đến liền vội vàng đứng lên cùng nhau đỡ, tô như tuyết trầm giọng nói, khụ khụ. Lư tướng quân, đem sự tình nói rõ ràng, hai vị thúc vương vì sao muốn khai chiến phụ vương đâu vì sao mặc kệ. Giang giật nhìn thấy tô như tuyết ho khan hai tiếng, khóe miệng thế mà tràn ra tiên huyết, vội vàng cấp bách nói ra, như tuyết, đừng nổi giận, trước nằm xuống, trước nằm xuống, người chớ lộn xộn, người thương thế còn không có phục hồi như cũ đâu. Tô như tuyết ánh mắt nhìn về phía giang giật, kiên định lạ thường mở miệng nói, giang giật, đem trong khoảng thời gian này tất cả mọi chuyện nói cho ta, ta muốn biết. Tốt, tốt, ta đều nói cho ngươi, ngươi nằm trước, giang giật không cách nào, cái này tô như tuyết quật khởi đến liền là một con châu A, hắn chỉ có thể nhanh chóng đem tô như tuyết hôn mê sau sự tình nói một lần, đương nhiên tô địch vương có thể là bị hại chết sự tình không nói, chỉ nói là hắn chết bệnh. Phụ vương, tô như tuyết sau khi nghe xong, nhẹ giọng kêu một tiếng, nhắm mắt lại hai hàng thanh lệ chậm rãi rơi xuống, ngực nàng kịch liệt chập trùng, trầm mặc thật lâu, mới mở to mắt nói ra, giang giật, có thể nhờ ngươi một sự kiện sao. Giang giật vội vàng đáp, như tuyết, ngươi nói đi, chỉ cần ngươi đừng nổi giận, hảo hảo dưỡng thương, chuyện gì ta đều đáp ứng. Tốt, tô như tuyết nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên hai đạo tàn khốc, trầm giọng nói, đi giúp ta đi đem hai vị thúc phương toàn bộ cầm xuống, nếu là bọn hắn muốn phản kháng, ngươi liền đem bọn hắn toàn bộ giết. chương 318, giết cả nhà của hắn. Tốt, Giang giật không có chút gì do dự gật đầu đáp, không bằng hắn cũng không có lập tức ra ngoài, mà là rất nghiêm túc nói ra, như tuyết, việc này ta đáp ứng ngươi, còn cam đoan giúp ngươi đem hai vị vương ra cầm xuống, mặc ngươi xử trí. Bất quá, ngươi cũng muốn đáp ứng ta, hảo hảo ở tại cái này ở lại, không thể có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ được không? Tô như tuyết khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ là mệt mỏi nhắm mắt lại, giang giật nhìn nàng một cái, quay người hướng ra phía ngoài nhanh chân đi đi. Lư lão tướng quân vội vàng đuổi theo chuẩn bị cho giang giật dẫn đường, nhưng giang giật sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng nói ra, ngươi ở nơi này, cho ta điều đại quân đem phiêu tuyết cung giữ vững, như tuyết cùng tiểu nô các nàng thiếu đi nửa sợi tóc gáy, ta sẽ đem các người đại hạ quốc sở hữu quân đội đều giết, nghe hiểu sao? Đã hiểu, đã hiểu, lư tướng quân gà con mổ thóc gật đầu, hắn có thể cảm thụ giang giật nội tâm nổi giận, cùng đối tô như tuyết nhất cực nóng yêu, lập tức hắn vội vàng triệu tập đại quân đem phiêu tuyết cung bao bọc vây quanh, cũng phái người đi theo giang giật hướng trong thành chạy như điên. Kỳ thật, không dùng người dẫn đường, Giang giật ra hoàng cung liền có thể nghe được trong thành truyền đến tiếng chém giết, thành nội cũng hỗn loạn tương bừng, trong thành rất nhiều con dân hướng bên này vào tới, một bộ hoảng sợ không chịu nổi một ngày dáng vẻ, bốn phía đều có thể nghe được tiểu hải hoa hoa khóc lớn thanh âm, hoàng cung phía trước quảng trường loạn thành một đoàn hỏng bét. Phân chó, giang giật chửi nhỏ một tiếng, thân thể hướng hỗn loạn trung tâm thẳng tắp phóng đi, phía trước không có đường hắn tự nhảy vọt lên phòng ốc nóc nhà, liên tiếp từng cái phòng ở bên trên bật lên, như một cái nhanh nhẹn viên hầu lao nhanh. Giang giật trong đan điền một viên tinh thần dị biến, lực công kích phối hợp hỏa long kiếm đạt đến thần du ngũ trọng, tốc độ lại tương đối yếu, chỉ có thần du nhất trọng tả hiếu. Mặc dù như thế tốc độ này cũng là rất khủng bố, chỉ là hao tốn ba nén hương thời gian hắn tựu đã tới chiến trường phụ cận. Hắn sừng sững tại một một tử lâu nóc nhà, nhìn qua phía dưới một cái quảng trường nhỏ đều là lít nha lít nhít đám người, phụ cận phòng ốc bị hủy diệt mấy trăm ở giữa, một mảnh hỗn độn, mặc bình dân phục sức thi thể càng là đạt đến mấy ngàn, lập tức giận không thể nuốt, Hắn quán chú nguyên lực bảo hống, toàn bộ dừng tay cho ta, nếu không, giết không tha. Giang giật tiếng giống rất lớn, chấn động đến phía dưới rất nhiều người màng nghĩ oanh minh, nhưng hắn tiếng giống tựa hồ cũng không có lực uy hiếp. Người phía dưới xứng sở sau tiếp tục bắt đầu chém giết, rất nhiều người còn giận tím mặt, ánh mắt nhìn về phía Giang giật, thậm chí có một cái thần du cường giả trực tiếp bắn ra nguyên lực công kích. Muốn chết, Giang giật triệt để nổi giận, thân thể theo trên nhà cao tầng bay vọt mà xuống người giữa không trung trên thân kinh khủng sát khí đổ xuống mà ra, trực tiếp bao phủ phía dưới mấy ngàn người. trong tay hắn hỏa long kiếm cũng xuất hiện, quán chú nguyên lực sau hai đầu hỏa long ở phía trên du tẩu thả ra lạnh thấu xương khí tức. hắn lần nữa bảo hống tin hay không ta đem các ngươi toàn bộ làm thịt. lần này không cần giang giật nói chuyện, sát lục chân ý vừa ra, phía dưới giao chiến võ giả trực tiếp không động được, toàn bộ hoảng sợ nhìn qua từ trên trời giáng xuống giang giật, rất nhiều cấp thấp võ giả thân thể bị cường đại sát khí ép tới quỳ trên mặt đất thân thể run lẩy bẩy. Giang giật, giang giật, là giang đại nhân, vô số quát khẽ tiếng vang lên, trong đại quân tô vũ cùng tô hành toàn bộ sắc mặt thay đổi, bên cạnh bọn họ tướng quân cũng đầy mắt ngưng trọng, đại hạ quốc cũng không có bao nhiêu cường giả, giang giật nếu là động thủ, có thể nhẹ nhõm đổ thành. Âm, um, giang giật trực tiếp rơi vào trong đại quân ở giữa, phụ cận người bị hắn khí thế cường đại ép tới quỳ dạp xuống đất, mới vừa rồi còn hò hét ẩm ĩ quảng trường nhỏ thoáng cái lặng ngắt như tờ, tự liền nơi xa tiểu hài tiếng khóc giống đều ngừng lại toàn bộ ánh mắt khóa chặt giang giật xa xa con dân đều quên chạy trốn giữa sân bầu không khí cực kỳ quỷ dị giang đại nhân người tới được vừa vặn tô hoành phản ứng rất nhanh hắn lập tức hét lớn đại nhân nhanh hỗ trợ tiêu diệt nghịch tặc tô vũ muốn binh biến mưu phản hắn muốn đem ta cùng như tuyết công chúa đều chém giết độc bá vương vị tâm hắn đáng chết tâm hắn đáng chết a người đánh giám tô vũ tướng mạo cùng tô hoành có chút giống nhau hắn tính khí rõ ràng rất hot trực tiếp phát nổ nói tục mắng to lên tô hoành chính người nghĩ đăng cơ tựu đăng cơ hiu tô vũ lời còn chưa nói hết giang giật thân thể như một đạo như thiểm điện bay thẳng nhảy dựng lên hướng tô vũ phóng đi phàm là hắn đi ngang qua chỗ phụ cận quân sĩ từng mảnh từng mảnh bị cường đại sát khí ép tới quỳ dạp xuống đất giang giật tại mấy vạn trong đại quân như vào trốn không người hỏa long kiếm xa xa chỉ vào xa xa tô vũ quát khẽ không muốn chết tựu ngậm miệng chớ phản kháng tô vũ thoáng cái luống cuống ánh mắt nhờ giúp đỡ hướng hai bên tướng quân nhìn lại, nhưng hắn bên người tướng quân chỉ có một vị là thần du đỉnh phong, người này ánh mắt lấp lẽ, quả thực là không dám thiện động, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua giang giật vào tới. Hưu, mấy ngàn trượng khoảng cách, giang giật thoáng cái tựu chạy tới, ánh mắt của hắn lạnh lẽo khóa chặt kia thần du đỉnh phong tướng quân, cùng phụ cận bảy tám tên thần du cường giả, quát khẽ, lăn đi, nếu không. Chết, giang giật sát lục chân ý đem mọi người bao phủ đi vào, tô vũ muốn nói chuyện cũng không thể, chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn qua mấy vị kia tướng quân. Lui, ai ngờ, tên kia thần du đỉnh phong tướng quân cắn răng, lại quát khẽ một tiếng thân thể nhanh chóng hướng về sau mặt thối lui, còn lại các vị tướng quân di động đều khó khăn, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng thối lui. Hiu, Giang giật nhanh chóng bay vụt mà đến, một cái nắm tô vũ cổ trực tiếp nâng giữa không trung, sau đó đường cũ hướng vừa rồi rơi xuống đất địa phương bay đi. Cái này tô vũ vương ra có rất nhiều hộ vệ, giờ phút này lại không người dám động, tại sát lục chân ý phía dưới bọn hắn cũng không động được. Vù vù soạt, tô hoành cùng bên kia các vị tướng quân, thoáng cái đôi mắt sáng như tinh thần, tô hoành càng là hồng quang đầy mặt, toàn thân kích động run rẩy lên. Trái lại tô vũ bên kia tướng quân cùng quân sĩ, toàn bộ sắc mặt như cho tàn, giang giật thực lực quá bá đạo, nếu là hắn duy trì tô hoành, tô vũ bên này liền là bại hoàn toàn. Tốt, tô hoành cực lực ức chế thân thể, không để cho mình thanh âm phát ra thanh âm rung động, hắn kích động hét lớn, giang đại nhân bắt giặc có công, bản vương vinh đăng đại bảo về sau, Giang đại nhân chính là ta đệ nhất quốc sư. Ngậm miệng, Giang giật một đường bay vụt mà quay về cũng không có dừng lại, hắn nắm lấy tô vũ hướng tô hoành phương hướng mà đi, ánh mắt đồng dạng khóa chặt bên này thần du cường giả quát khẽ các ngươi cũng lăn đi, nếu không giết chết bất luận tội. Ây, toàn trường mộng, Giang giật đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn chuẩn bị đem hai vị vương ra đều giết chính mình làm quốc chủ bên này thần du cường giả toàn bộ trần trờ, giống như Giang giật thật dự định làm như vậy, bọn hắn liều chết cũng muốn chiến thoáng cái. Giang giật nhìn ra mọi người lo lắng, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt nói, các người yên tâm, ta sẽ không giết bọn hắn. Ta đối với các người đại hạ quốc cái này quốc chủ phá vị trí cũng không hứng thú, không phải như tuyết mở miệng, ta mới lười nhác xuất thủ, quản các người toàn bộ chết hết. Như tuyết công chúa, toàn bộ người chấn động, như tuyết công chúa thế nhưng là đại hạ quốc nữ thần, rất đúng tướng quân đối với tô gia vị này trăm năm khó gặp thiên tài công chúa cũng rất là tôn kính. Đại chiến thời điểm, tô như tuyết thay thế tô địch vương chỉ huy đại chiến, cũng chỉ huy đến hữu lễ có tiết, rất có đại tướng phong độ, mà lại không phải tô như tuyết, giang giật cũng sẽ không hỗ trợ, có thể nói là tô như tuyết cứu được toàn bộ đại hạ quốc. Sở dĩ tô Hoành bên người cường giả do dự một chút, toàn bộ đều lui về phía sau, giang giật phi thân tới, thu hồi hỏa long kiếm một cái tay khác sách theo tô Hoành cứ như vậy tứ không kiêng sợ hướng hoàng cung chạy như bay, để lại một câu nói toàn bộ tất cả giải tán. Đại Hà Quốc cứ như vậy một điểm quân đội, các người thế mà còn muốn bên trong hao tổn nói ra không sợ ném chết người. Ai còn dám loạn động, ta giết hắn cả nhà. chương 319, Nữ Vương, Giang giật cường thế xuất thủ, thành nội rối loạn lập tức lắng lại, chư vị tướng quân không có chủ tử cũng không dám lộn xộn riêng phần mình trở về quân doanh. Lư lão tướng quân phái một vạn đại quân rất mau đưa hạ vũ thành phong tỏa, về sau còn thay mặt tô như tuyết phát một cái thông cáo, ổn định quân tâm cùng dân tâm. Giang giật một tay nhấc lấy một vị vương ra về tới Hoàng Cung, đem hai người nhét vào phiêu tuyết cung bên ngoài, để các vị quân sĩ đem hai người trói lại, còn đem miệng cho nhét vào, lúc này mới nhanh chân hướng tô như tuyết gian phòng đi đến. Tô như tuyết nằm ở trên giường, trong cặp mắt đều là thần sắc lo lắng cùng đau thương, Giang tiểu nô ngồi ở bên cạnh nhỏ giọng an ủi lấy nàng, tiểu hồ ly thì ghé vào trên mặt bàn nửa híp mắt. Thiếu ra, Giang Tiểu Nô nghe phía bên ngoài động tính, nhìn thấy Giang giật vào đây lập tức đại hỉ đứng lên, Tô Như Tuyết đôi mắt cũng có chút sáng lên, ánh mắt khóa chặt Giang giật mặc dù không có nói chuyện, nhưng thần sắc vẫn là tại im ắng hỏi thăm. Toàn bộ cầm xuống, ngay tại bên ngoài, Như Tuyết người muốn làm sao Giang giật vỗ vỗ Tiểu Nô đầu, quay đầu cùng Tô Như Tuyết nhẹ giọng nói ra, nếu không để cho người ta khảo vấn thoáng cái. Tô Như Tuyết lắc đầu, nói trước giam lỏng đi, Giang giật, trong thành thế cục trước khống chế lại, Chờ thân thể ta khôi phục một chút lại nói, "Yên tâm đi, có ta ở đây, không ai dám làm loạn." Giang giật nhẹ gật đầu, khẽ mỉm cười nói, "Như Tuyết, chớ suy nghĩ quá nhiều, vì cái này Hạ Vũ Thành bên trong ngàn vạn con dân, người cũng muốn hảo hảo đem thân thể điều dưỡng tốt, biết không?" "Ừm," Tô Như Tuyết nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ thật say, Giang giật vẫy vẫy tay mang theo Giang tiểu nô cùng tiểu hồ ly ra ngoài, ra đến bên ngoài lúc này mới nhìn qua tiểu hồ ly nói ra, "Tiểu phỉ ở lại đây lấy buồn bực không buồn bực nếu không ngươi về trước đại sơn a chi chi tiểu hồ ly lắc lắc cái đầu nhỏ truyền âm nói tiểu phỉ mới không cần hồi trở lại đại sơn ở lại đây lấy chơi rất vui a chủ yếu có ăn ngon những cái kia thịt nướng thật là mỹ vị a tiểu phỉ rất ưa thích ăn ha ha giang giật yêu chiều sờ lên tiểu hồ ly đầu cùng giang tiểu nô bàn giao nói vậy các ngươi tiểu tiếp tục ở đi các loại chờ như tuyết bình phục ta tà tại mang các ngươi đi linh thú sơn học viện lại hồi trở lại thiên nữ phong Giang tiểu nô bọn người đi xuống, Giang giật không tiếp tục hồi trở lại tô như tuyết gian phòng, mà là ngồi ở đại sảnh bắt đầu nghiêm túc cân nhắc về sau sự tình. Ba năm, hạ vũ thành bên ngoài một trận đại chiến, mặc dù cuối cùng yêu hậu cường thế ra mặt, hắn bảo vệ tính mệnh, nhưng lục đại thế lực rõ ràng hận lên hắn. Ba năm về sau, không nói lục đại thế lực trí cường giả, trí ít. Thần võ quốc lâm lão thái giám sẽ không bỏ qua hắn. Yêu hậu trước khi đi truyền âm, nàng ba năm về sau sẽ rời đi thiên tinh đại lục, hắn làm mất đi cái này mạnh mẽ hữu lực chỗ dựa. Còn có Thủy U lan ra các thanh vân bọn người đã thả ra lời nói, tự nhiên không có khả năng đổi ý, ba năm về sau đem không người hội bảo vệ hắn, hắn cũng đem đối mặt rất nhiều kim cương cường giả truy sát. Sở dĩ hắn hoặc là tại trong ba năm tu luyện tới có thể tự vệ tình trạng, hoặc là ba năm về sau rời đi đại lục, tùy ý tìm ẩn nấp hải đảo ẩn cư một đời tử không lại hồi trở lại đại lục. Cá nhân hắn tới nói kỳ thật đi cái nào cũng không đáng kể, có thể đi tìm một cái thế ngoại đào nguyên tiểu hải đảo không buồn không lo sống hết một đời lý tưởng nhất, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, hắn cũng rất chán ghét chém chém giết giết, khát vọng yên ổn bình ổn thời gian. Vấn đề là, Tô Như Tuyết sẽ cam lòng rời đi sao? Giống như Tô Như Tuyết không chịu ruồng bỏ tổ quốc của nàng, kia giang giật chỉ có thể lưu lại, liều mạng cố gắng tu luyện, tranh thủ trong 3 năm đạt tới có thể tự vệ tình trạng. Muốn tự vệ, thực lực kia nhất định phải đạt tới kim cương cảnh, thậm chí kim cương cảnh ngũ trọng loại hình. Thời gian 3 năm quá ngắn, đừng nói đạt tới kim cương cảnh ngũ trọng, Giang Giật đều không có nắm chắc đạt tới thần du cảnh đỉnh phong. Tu luyện tới thần du cảnh đỉnh phong về sau, vậy thì nhất định phải muốn tìm hiểu đạo văn, mà lại phía sau tu luyện Giang Giật căn bản nhất khiếu bất thông, nghĩ tới đây Giang Giật trở nên đau đầu. Mặc kệ, xem trước một chút như tuyết có nguyện ý hay không rời đi a à giống như nàng chịu theo ta rời đi, hết thảy tựu hoàn mỹ. Giang Giật thì thào một tiếng, bản thân an ủi, ngồi một hồi lại về tới tô như tuyết gian phòng, bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Sau đó mấy ngày hạ vũ thành bên trong một mảnh yên tĩnh, hai vị vương gia bị khống chế, đại quân cũng bị lư lão tướng quân áp chế, không ai dám thiện động. Tô như tuyết thân thể một ngày so một ngày tốt, nàng cái này mấy ngày một mực rất là trầm mặc, chỉ là cùng giang giật hỏi thăm một chút hạ vũ thành tình huống, gọi đến lư lão tướng quân mấy lần hỏi thăm một chút tình huống, liền không có bất kỳ cử động nào. Giang giật có thể cảm nhận được nội tâm của nàng thống khổ cùng bi thương, toàn bộ của nàng người nhà đều tử quang chết hết duy nhất còn lại hai vị thúc phương vẫn là như thế bất tranh khí nước mất nhà tan mặc dù quốc còn không có phá nhưng cũng không xê xích gì nhiều thế gian nhất khổ cực sự tình chứa quá như thế đi Tô như tuyết cái này mấy ngày không còn có trải qua một giọt nước mắt nhiều khi đều yên lặng ngẩn người dạng này ngược lại để giang giật càng thêm lo lắng chỉ là hắn cũng không biết làm sao an ủi chỉ là yên lặng bồi tiếp nàng cầm tay của nàng cho nàng một chút ấm áp để nàng biết rõ thế giới này, nàng còn có hắn. Mấy ngày sau, tô như tuyết sốt cục khôi phục bảy tám phần, nàng có thể đứng dậy xuống giường về sau, mở miệng câu nói đầu tiên là, người tới, chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi bái tế thoáng cái phụ vương. Lư lão tướng quân lập tức an bài mấy chiếc xe ngựa, một đám đại thần nghe hỏi mà đến, các loại chờ, giang giật vịn tô như tuyết đi xuống xe ngựa đến thành Tây Vương lăng lúc, bên ngoài đã tụ tập rất nhiều văn quan võ tướng. Tham kiến công chúa Điện Hạ, tham kiến Giang Đại Nhân. Sở hữu đại thần cùng quân sĩ đều quỳ xuống, Tô Như Tuyết không nói một lời, tại giang giật nâng đỡ chậm rãi hướng Vương Lăng đi đến, người mặc một bộ thuần trắng váy xòe, khí chất thanh lãnh, tựa như một vị không dính khói lửa trần gian tiên tử, lông mi bên trên nhàn nhạt đau thương, ta thấy mà yêu. Vương Lăng rất lớn, dòng dã đi gần nửa canh giờ, mọi người mới đã tới Tô Địch Vương cùng Tô ra lần này chết đi tộc nhân mộ địa, nhìn qua từng hàng chỉnh tề lăng mộ, Tô Như Tuyết con mắt đỏ lên, nhưng quả thực là không tiếp tục rơi một giọt nước mắt. Nàng khom người từng cái cho tô địch vương bọn người dân hương, bái tế, thân thể của nàng còn rất là suy yếu, nhưng lại quật cường từng cái từng cái quỷ bái tế. Giang giật không cách nào, chỉ có thể bồi tiếp nàng một đường bái tế, nhìn xem sắc mặt nàng càng ngày càng yếu ớt, quỳ lại lúc bởi vì khẽ động vết thương, thân thể đều đang run rẩy Giang giật đau lòng không thôi, lại chỉ có thể trầm mặc bồi đi. Phía sau đại thần quân sĩ, cũng chỉ có thể một đường đi theo tế bái, dòng giã bận rộn một buổi sáng, tô như tuyết mới bái tế xong tất cả người mất, nàng hô hấp có một ít rồn rập, hiển nhiên hư nhiều thân tử không có thể gánh nặng. Giang giật vừa định thuyết phục nàng về nghỉ ngơi, nàng lại khoát tay chặn lại ngăn cản Giang giật mở miệng, đi đến tô địch vương phần mộ trước, thật sâu khom người chào cung mở miệng nói, phụ vương, ngài an tâm đi đi, nữ nhi sẽ giúp người hảo hảo thống trị đại hạ quốc, tô gia tộc nhân mặc dù chỉ còn lại mấy người, nhưng chỉ cần có một cái tô gia nhi nữ tại, tự vĩnh viễn sẽ không từ bỏ đại hạ quốc, đại hạ quốc nếu là diệt phong, nhất định là tô gia con cái chết hết thời khắc a à, Giang giật ở bên cạnh nghe được lông mày nhíu lại, chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh, tôi như tuyết tuyệt đối sẽ không vứt bỏ đại hạ quốc không để ý, mà lại là rõ ràng chuẩn bị chính mình thượng vị làm nữ vương tiết tấu. Lư lão tướng quân bọn người thì đôi mắt sáng lên, tôi như tuyết thượng vị làm nữ vương mặc dù tại tổ chế bất hòa, nhưng đại hạ quốc thành dạng gì nàng có thể đăng cơ kia là không thể lý tưởng hơn sự tình, trọng yếu nhất chính là nàng. Phía sau có Giang giật, cắt cắt chương 320, thần mạch, Giang giật, thật xin lỗi, phiêu trong tuyết cung, tô như tuyết sau khi trở về, lập tức vẫy lui cung nữ, mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn qua giang giật nói, tô ra không ai, kia hai cái thúc vương là mặt hàng gì ta hiểu rõ nhất, đại hạ quốc ở trong tay bọn họ không ngoài một năm hội tự chịu diệt phong. Sở dĩ ta không thể không quản đại hạ quốc, không thể không quản đại hạ quốc ngàn ngàn vạn vạn con dân, tô gia tộc nhân cũng vĩnh viễn không thể phóng vứt bỏ đại hạ quốc. Giang giật cúi đầu xuống trầm mặc một hồi, rất nhanh ngẩng đầu nhếch miệng nở nụ cười, như Tuyết, mặc kệ ngươi làm ra quyết định gì, ta đều duy trì ngươi. Ta đã kém chút mất đi ngươi một lần, ta không thể lại mất đi ngươi. bất kỳ cái gì khó khăn chúng ta cùng nhau đối mặt đi. Trời không tuyệt đường người, coi như ngăn tại chúng ta phía trước là núi cao vạn trượng, ta cũng sẽ một kiếm đem nó bổ ra. Không, Giang Giật, ngươi đã giúp Đại Hạ quốc đủ nhiều. Tô Như Tuyết lắc đầu, vừa muốn nói gì, Giang Giật cũng rất bá đạo vung tay lên nói, đừng nói những này nói nhảm. Ba năm về sau nếu là ta không có thực lực tự vệ bọn hắn đồng dạng hội truy sát ta. Ta và ngươi, cùng đại hạ quốc vận mệnh đã liên. Tin tưởng ta, đã ta có thể đạt tới thực lực này, trong ba năm chưa hẳn liền không thể chấn áp bọn hắn, thế giới này có một loại đồ vật gọi là kỳ tích. Giang giật giờ khắc này nội tâm dâng lên hùng tâm vạn trược, hắn cũng không có tuyệt vọng, bởi vì hắn có vô danh thần công, có biến dị đan điền, có hỏa long kiếm. Yêu hậu nói qua, nếu là hắn có thể đem cái thứ ba tinh thần dị biến, nguyên lực liền có thể đạt tới kim cương cảnh, chỉ cần hắn lại cảm ngộ một hai loại lợi hại đạo văn, thực lực của hắn tuyệt đối có thể tiêu thăng. Hắn còn có sát lục chân ý, vạn nhất không cẩn thận tiến cấp tới đệ ngũ trọng đâu hắn còn có không ngừng có thể thuấn di phệ hồn na di thuật, thời gian 3 năm đối với hắn mà nói rất lâu, hai năm trước đó hắn nhưng là còn tại thiên võ thành bị giang như hổ bọn người hành hạ thành chó đâu, giờ phút này lại có thể thần du cảnh vô địch, thực lực nhanh chóng tiến bộ, đưa cho hắn cường đại lòng tin. Tô như tuyết khe khẽ thở dài, không nói thêm lời, giang giật sẽ không bỏ qua nàng, cũng như nàng sẽ không bỏ qua đại hạ quốc, cái này căn bản là một cái bế tắc, một cái không người có thể giải khai bế tắc. Nàng đột nhiên hướng phía trước đi hai bước, duỗi ra hai tay ôm chặt lấy giang giật lưng hùm vai gấu, một tấm gương mặt xinh đẹp cũng dán tại giang giật trên lồng ngực, nàng nhắm mắt lại nhẹ giọng nói ra, giang giật, phụ vương đối như tuyết quá tốt rồi, thời khắc cuối cùng còn đem chính mình thiên khí bảo giáp cho như tuyết, giống như không phải cái này bảo giáp, còn có các vị cung phụng liều chết ngăn cản, như tuyết chắc hẳn đều đã chết phụ vương một lòng nghĩ lớn mạnh đại Hà Quốc, đáng tiếc trí lớn nhưng tài mọn, 20 năm trước trận chiến kia đại bại đối với hắn đã kích rất lớn, sở dĩ hắn một mực tại trốn tránh, một mực trầm mê tửu sắc. Chỉ có chúng ta những này làm nhi nữ mới biết được, hắn đến cỡ nào thống khổ cùng tự trách, cho nên chúng ta huynh đệ tỉ muội rất nhiều năm trước tự phát thệ, nhất định muốn giúp phụ vương trọng trấn đại Hà Quốc. Phụ vương cùng Hạ Đình uy đính hôn sau đó, ta cuối cùng mới lựa chọn thỏa hiệp, thật xin lỗi, giang giật. Như tuyết thiếu ngươi rất rất nhiều giang giật cảm giác được một đạo thân thể mềm mại nhào vào trong ngực lập tức thân thể cứng đờ nghe tô như tuyết trên người nhàn nhạt, nhạt mùi thơm nghe bên tai mềm giọng thì thầm hắn cảm giác muốn say trên mặt thần sắc cũng trước nay chưa từng có kiên định vì mình vì nữ nhân yêu mến hắn nhất định muốn bổ ra một ngày thông thiên đại đạo hắn không nói gì thêm mặc dù theo tính toán ra hắn cảm giác chính mình thiếu tô như tuyết càng nhiều nhưng giữa người yêu không tồn tại ai thiếu ai phổ thân mẫu thân của hắn đều là đại nhân vật nhưng từ nhỏ hắn cảm giác chính mình xuất thân sợi cỏ, khi đó cơ thính vũ đều là chỉ có thể đứng xa nhìn không dám có chút khinh nhờn chi tâm nữ thần, giờ phút này có thể cùng một vị các nước chư hầu công chúa lẫn nhau mến nhau, hắn cảm giác trước nay chưa từng có hạnh phúc cùng thỏa mãn. Hắn một mực rất coi trọng tình cảm, người đối tốt với hắn, hắn hội gấp trăm lần hoàn trả. Tô Như tuyết đối tốt với hắn, còn chút xuống chân tình, hắn làm sao có thể không toàn tâm toàn bộ ý đối Tô Như tuyết tốt. Hai người chăm chú ôm nhau, không còn có bất luận cái gì ngôn ngữ, bởi vì lẫn nhau đều có thể hiểu rõ đối phương tâm, hai người cũng say mê tại đối phương yêu thương bên trong, trong đầu đều hy vọng giờ khác này trở thành vĩnh hằng. Một hồi lâu sau, Giang giật sợ tô như tuyết quá mệt mỏi, lúc này mới tách ra nàng, nắm tay của nàng ngồi ở bên cạnh, hắn trầm ngâm một chút mở miệng nói, như tuyết, ta có thể qua một thời gian ngắn muốn về tam vạn đại sơn đi thiên nữ phong bên trong tu luyện, ta có chút bận tâm, ta đi sẽ có hay không có tiểu nhân mưu phản nếu không huyết tẩy một lần, Ngươi vì sao muốn đi tam vạn đại sơn tu luyện tô như tuyết hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Giang giật tương thiên nữ phong đế cung bên trong tình huống giải thích một lần, lúc này mới nói ra, tại cái này tốc độ tu luyện quá chậm, thời gian ba năm quá ngắn, ta nhất định phải dành giật từng giây tu luyện. Đế cung sân thượng thiên địa linh khí là phía ngoài mấy chục lần. Tô như tuyết lông mày nhíu lên, lập tức đột nhiên đứng dậy đang đánh khai cung điện cửa sổ nhìn lướt qua bên ngoài, lúc này mới hạ giọng nói ra, giang giật, kỳ thật ngươi không cần đi thiên nữ phong tu luyện, tại hạ vũ thành ngươi liền có thể tu luyện. Chúng ta cái này, có một nơi thiên địa linh khí đồng dạng có thể so sánh bên ngoài nồng đậm mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần, cái gì, giang giật đôi mắt trợn to, không dám tin nói ra, các người đại hạ quốc còn có bảo địa như thế không đúng. Nếu là có bảo địa như thế, quốc gia các người cường giả làm sao lại thưa thất như vậy a à? Đây là ba tháng trước mới phát hiện. Tô Như Tuyết khe khẽ thở dài nói, ba tháng trước Hạ Vũ Thành phía dưới trong khoáng mạch đột nhiên phát hiện một đầu to lớn thần mạch, cũng chính bởi vì đầu này thần mạch, ngũ đại các nước chưa hầu lúc này mới như thế bức thiết muốn hủy diệt Đại Hạ Quốc. Bởi vì bằng vào cái này thần mạch, chỉ cần cho chúng ta trăm năm thời gian, Đại Hạ Quốc tuyệt đối có thể trở thành bá chủ, thậm chí có khả năng nhất thống đại lục. Giang giật, người cũng đã biết, vì sao Thanh Long Hoàng Triều sẽ có được nhiều như vậy cường giả cũng là bởi vì bọn hắn cũng có một đầu thần mạch nhưng chúng ta đầu này giống như so với bọn hắn càng lớn. Thần mạch Giang giật mơ hồ nháy nháy mắt, hỏi cái gì là thần mạch? Tô Như tuyết mím môi một cái nói ra, đơn giản tới nói, liền là có thể khai quật ra thiên thạch khoáng mạch. A, à, Giang giật bị kinh hãi, lại có khoáng mạch có thể đào ra thiên thạch. Thiên thạch là cái gì? Đây chính là tu luyện trí bảo a, à, chỉ cần có thiên thạch, liền có thể liên tục không ngừng bồi dưỡng cường giả. Không nói kim cương cảnh cường giả, thần du cường giả vẫn có thể đơn giản bồi dưỡng ra được. Hắn chỉ là luyện hóa ba cái thiên thạch, nguyên lực liền có thể so thần du cường giả, có thể thấy được cái này thiên thạch mạnh mẽ. Thanh Long Hoàng triều cường giả nhiều như thế, cũng là cũng bởi vì có liên tục không ngừng thiên thạch cung ứng a. À. Khó trách, gian giật nội tâm một nỗi nghi hoặc tại thời khắc này cũng mở ra, khó trách lục đại thế lực cuối cùng không tiếc xuất động nhiều như vậy kim cương cường giả, cũng muốn hủy diệt đại hạ quốc, xem ra là đến cướp đoạt thần mạch, bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem đại hạ quốc lớn mạnh. Thiên thạch Giang giật ẩn ẩn kích động lên, chỉ cần có thiên thạch, hắn tốc độ tu luyện sẽ tiêu thăng, có thể không ngừng đem tinh thần dị biến. Ba viên tinh thần dị biến liền có thể so kim cương cảnh, nếu là bốn khỏa, năm viên, thậm chí chín khỏa tinh thần dị biến đâu thực lực của hắn hội cường hoành đến loại tình trạng nào. Hắn hít một hơi thật sâu, ức chế nội tâm kích động, nói ra, như tuyết, vậy các ngươi khai quật ra bao nhiêu thiên thạch bên trong hết thảy có thể đào bao nhiêu thiên thạch nếu có liên tục không ngừng thiên thạch cung cấp cho ta, ta nghĩ ba năm về sau, ai cũng không có năng lực hủy diệt đại hạ quốc. Cái này, tô như tuyết trên mặt tối sầm lại, rất là bất đắc dĩ nói ra, bên trong có bao nhiêu thiên thạch ta cũng không biết, mà lại cho đến trước mắt, một viên thiên thạch cũng không có móc ra, bởi vì chúng ta người, thậm chí bao gồm. Lão cung phụng đều đào không ra thần mạch, chương 321, triều hội. Sáng sớm, hạ vũ thành hôm nay có mưa nhỏ, tí tách tí tách hạ cái không ngừng, đem trên thành không nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi rửa sạch không còn một mảnh. Cũng rửa sạch toàn thành duyên hoa Còn chưa tới giờ thìn Đại Hạ Quốc Hoàng Cung Vinh Huy trong điện tự tụ mãn người Đại Hạ Quốc có tư cách vào cái này Đại Điện Văn Thần Võ Tướng gần như đều tới Lần này triều hội là tô như tuyết hạ chỉ tổ chức Ý chỉ viết rõ ràng Lần này không đến về sau cũng không cần tới Tô như tuyết tại vương lăng bên trong nói lời Chỉ là một phần trọng thần nghe được Mà lại nàng cũng không có nói rất thấu triệt Sở dĩ rất nhiều người đều không rõ ràng nàng ý tứ Nhưng hôm nay nàng muốn lộ diện đợi lát nữa khẳng định hội công bố ý nghĩ của nàng, Đại Hạ Quốc có lẽ lần này chiều hội sau cũng sẽ có mới quân vương. Sở dĩ giờ phút này đại điện bên trong rất là náo nhiệt, vô số quan văn thì thầm với nhau, nghị luận ẩm ý, trên mặt cũng đều là vẻ mặt ngưng trọng. Đại Hạ Quốc thụ trọng thương, chết rất nhiều người, Hạ Vũ Thành bên trong quan văn lại không chết một cái, sở dĩ trong triều đình đứng thẳng trăm người, có hai phần ba đều là quan văn. Lư lão tướng quân nhìn qua từng bầy theo quan giai tụ tập cùng một chỗ các quan văn, trên mặt lộ ra một tia lo lắng, những này quan văn run rẩy lúc, đại hạ quốc sẽ diệt vong lúc từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể phát run, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Giờ phút này nhất an định ra đến ngược lại là từng cái quan uy mười phần, bình phẩm từ đầu đến chân, chỉ điểm giang sơn dáng vẻ thấy hắn không ngừng thở dài. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng không phải là xem thường quan văn, võ tướng tranh đấu giành thiên hạ bảo vệ giang sơn, muốn trị lý quốc gia lời nói, vẫn là phải dựa vào những này quan văn, những cái kia võ tướng mỗi một cái đều là tên lỗ máng, rất nhiều chữ lớn không biết một cái, muốn bọn hắn đi quản lý thiên hạ hội đại loạn. Giang đại nhân đến, một đạo bất âm bất dương thanh âm truyền đến, một đạo thân ảnh màu xanh theo trước đại điện mới thông đạo nhanh chân đi đến, hắn mặc một bộ đơn giản thanh bào, tại như thế trang nghiêm chính thức trường hợp có vẻ hơi dở dở ương ương. Hắn đi tới về sau, nhàn nhạt tại mọi người trên mặt một chút, đột nhiên vẫy tay một cái nói, Lưu công công, cho ta đi chuyển một cái ghế tới. Xoạt, Giang giật vừa rơi xuống, trong triều đình lập tức một mảnh xôn xao, Giang giật như thế cách ăn mặc đã rất không hợp quy củ, thế mà còn muốn chuyển cái ghế tỏa hạ không có quân vương hạ lệnh ban thưởng ngồi, cái này đại điện ngoại trừ vương thượng bên ngoài đều chỉ có thể đứng, mà lại Giang giật tại đại hạ quốc cũng không có bất kỳ cái gì chức quan tại người, như thế không khỏi quá không hợp lễ chế. Thái giám tổng quản một trong lưu công công có chút khó khăn, đưa ánh mắt nhìn về phía một tên tóc trắng xóa quan viên, người kia có chút bên mặt nhìn một chút sau lưng quan văn, một tên lễ bộ quan viên lập tức đi tới, hướng giang giật chắp tay nói, vị đại nhân này, triều đình này bên trong ngoại trừ bệ hạ bên ngoài, cũng không thể tỏa hạ, ngài dạng này. Cũng không hợp lễ chế, lư lão tướng quân nhìn thoáng qua giang giật, không nói gì, chỉ là khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt. Giang giật sờ lên cái mũi, hứng hờ nhìn người này một chút, nhàn nhạt, nhạt nói ra, bản quan là thanh long hoàng triều tuần sát xứ, theo phẩm cấp so với các người đại hạ quốc quốc chủ còn cao hơn. Ta vì sao không thể ngồi theo hoàng triều lễ chế, các ngươi nhìn thấy bản quan đều muốn quỳ xuống, các ngươi vì sao không quỳ? Ây, cái này lễ bộ quan viên trợn tròn mắt, hắn cùng giang giật nói đạo lý, giang giật lại cùng đùa nghịch lưu manh, hơn nữa còn để nó không nói gì phản bác. giang giật đích thật là thanh long hoàng triều tuần sát sứ, theo hoàng triều lễ chế tới nói, quốc chủ thấy hắn đều phải hành lễ. vấn đề là giang giật trước đó không lâu đều giết thanh long hoàng triều người, thanh long hoàng triều lão tổ tông cũng muốn giết hắn, hắn còn dám tự xưng là hoàng triều tuần sát sứ chỉ là thanh long hoàng triều không có tuyên bố khai trừ giang giật tuần sát xứ trước vị cái này lễ bộ quan văn cũng phản bác không được chỉ có thể đưa ánh mắt về phía quan văn hai vị lãnh tụ nội các đại học sĩ tại an đảm nhiệm bình vượt quá mọi người ngoài ý muốn hai người đều không nói gì đoán chừng không muốn tại loại chuyện nhỏ nhặt này đắc tội giang giật dù sao đêm qua hai vị vương ra thế nhưng là bị giang giật cầm xuống vị này nói thế nào xem như đại hạ quốc ân nhân điểm ấy tiểu tiết bên trên hai người cũng không tiện ra mặt Lưu Công Công vung tay lên, hai tên tiểu thái giám rất nhanh đi chuyển đến một tấm ghế bành, giang giật thoải mái ngồi xuống, coi thường mọi người nhắm mắt nghỉ ngơi. Quan văn bên kia tiếng nghị luận càng nhiều, không nói chuyện ngữ đều ít đi một chút, xem giang giật ánh mắt lại là sợ lại là kính, đương nhiên còn có một số khó chịu, giang giật thật ngông cuồng, để bọn hắn trên mặt mũi có chút không qua được, văn nhân thế nhưng là coi trọng nhất lễ nghi cùng mặt mũi. Như tuyết công chúa đến, không có qua quá lâu, lưu công công tiếng truyền báo lại vang lên, Phía dưới văn quan võ tướng vội vàng không dám nhiều lời, chính vạt áo đứng thẳng. Các loại chờ tô như tuyết đi tới về sau, toàn bộ không người hành lễ, tô như tuyết chỉ là công chúa. Tại chiều này sẽ lên lúc đầu quốc chủ không nói cũng không thể vào đây, giờ phút này mọi người cho nàng không người hành lễ, đã là rất nặng lễ. Các khanh bình thân, tô như tuyết người mặc phượng bào, đầu đội mũ phượng, thịnh trang có mặt, uy phong lẫm liệt, lại đẹp đến nỗi người lóa mắt, nàng phải tay áo một cái nhạt nhạt nói một tiếng lập tức thế mà đạp trên bước liên tục, từng bước một hướng từ kim trên đài cao bảo tọa đi đến, cuối cùng trực tiếp ngồi xuống. Xoạt, mặc dù tin đồn tô như tuyết muốn độc bá vương quyền, tự phong nữ vương, nhưng giờ khác này tất cả quan văn đều có chút không tiếp thụ được. Thiên tinh đại lục vài vạn năm trong lịch sử, nhưng từ không có xuất hiện nữ vương. Coi như thanh long hoàng triều hoàng đế chết rồi, lăng tuyết công chúa nắm quyền lớn, cũng không dám tự tiện xưng đế, tô như tuyết cư nhiên như thế bá đạo, trực tiếp ngồi lên vị trí kia lập tức vừa rồi mở miệng tên kia lễ bộ quan viên lập tức đi ra hai bước mặt mũi tràn đầy oán giận mở miệng nói như tuyết công chúa ngài ngồi sai chỗ đưa đi vương tỏa chỉ có vương thượng có thể ngồi người đây là đại nghịch bất đạo a một tên khác quan văn cũng đi ra khẳng khái nói công chúa điện hạ xin ngài lập tức đứng dậy nếu không người đây chính là khinh nhờn tiên vương theo luật nên chém có người dẫn đầu vô số quan văn đều đi tới có người quỳ dạp xuống đất có người lớn tiếng răn dậy có người buồn gào không ngớt toàn bộ đều oán giận không thôi, rất có tội như tuyết phạm vào tội ác tài trời. Lư lão tướng quân bọn người nặng nề thở dài, bọn hắn đã sớm biết đám này hủ nho chua sĩ hội phản đối, lại không nghĩ rằng phản ứng lớn như vậy. Hắn cùng mấy tên tướng quân liếc nhau, lại liếc mắt nhìn híp mắt tựa hồ ngủ giang giật, bất đắc dĩ chỉ có thể lên tiếng chắp tay nói, chư vị đại nhân, các ngươi sai. Công chúa Điện Hạ là chúng ta quỳ cầu nhiều lần mới nguyện ý rời núi. Ta cùng tám vị tướng quân, đêm qua ký một lá thư, thỉnh cầu như tuyết điện hạ đăng cơ làm vương, nàng đã đồng ý. Sở dĩ, nàng chính là chúng ta đại hạ quốc tương lai vương thượng vị trí này nàng vì sao ngồi không được. Hừ, lư lão tướng quân còn chưa nói xong, một đạo trùng điệp tiếng hừ lạnh vang lên, vẫn không có mở ra miệng nhâm đại học sĩ, đột nhiên trong chiều ở giữa đi hai bước, duỗi ra một cánh tay chỉ vào lư lão tướng quân mắng, lư quảng nghĩa, người lão thất phu này im miệng cho ta. Tân vương đăng cơ đại sự cỡ nào quan hệ này đến thiên hạ vạn dân, giang sơn xã tắc các ngươi cư nhiên như thế qua loa làm việc hơn nữa còn ủng hộ một vị công chúa đang cơ ngươi là muốn cho người trong thiên hạ chế diễu chúng ta đại hạ quốc không người nào sao xin hỏi tổ huấn bên trên nhưng có công chúa kế vị đầu này mời vấn thiên tinh đại lục mấy trăm ngàn năm đến nay nhưng có nữ tử kế thừa đại thống cổ ngữ nói danh không chính tất ngôn không thuật thiên hạ vạn dân không nỗi nhớ nhà dùng cái gì thống lĩnh vạn dân thiên hạ bất an xã tắc dung chuyển đại hạ quốc nguy rồi nguy rồi các ngươi cũng chú định trở thành đại hạ quốc tội nhân, để tiếng xấu muôn đời. Nhâm đại học sĩ nói rất đúng, một tên khác lão học sĩ cũng lên tiếng, mặt mũi tràn đầy oán giận, già nua thân thể đều giận đến phát run, hắn vuốt một cái nước mắt, khóc ròng ròng nói, tiên vương A, ngài có thể từng nhìn thấy, ngài vừa đi đại hạ quốc tự loạn, lão thần vẫn là đi theo ngài mà đi đi. Đã ngươi muốn chết, vậy liền đi chết đi, ngay tại lư lão tướng quân bọn người hoàn toàn không biết làm sao lúc, một mực nhắm mắt lại giang giật đột nhiên mở miệng nói ánh mắt hắn cũng mở ra, tựa như một cái mãnh hổ lộ ra răng nanh, ánh mắt của hắn như từng thanh từng thanh như đao tử quét về phía sở hữu quan văn, trên thân sát khí vô hình phóng thích mà ra, để toàn trường cảm giác lạnh như hầm băng, rất nhiều quan văn lập tức ngậm miệng lại, ánh mắt hoảng sợ hướng giang giật quét tới. Hắn chậm ung dung đứng lên, đi đến trong đại điện, lạnh giọng nói, duy trì như tuyết làm quốc chủ chạm bên phải đến, không ủng hộ quốc ra ngoài cho ta, ai còn dám lại cái này lại nhảy, bản tuần sát xứ không để tâm tiễn hắn đuổi theo theo tiên vương, chương 322, nhiếp chính vương, ngươi, 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 tại đại học sĩ tức giận đến kém chút điên rồi, thân thể mềm nhũn kém chút ngất đi. Cả triều quan văn cũng rất nhanh mặt mũi tràn đầy bi phẫn, văn nhân đều có ngông nghênh, cũng nhất là đoàn kết, giang giật như thế ngang ngược vô lễ, coi như hắn là đại hạ quốc ân nhân cứu mạng, mọi người cũng nhìn không được, toàn bộ trợn mắt nhìn. Thôi, thôi, không cần ngươi động thủ, lão thần cái này đi theo tiên vương mà đi tại đại học sĩ thở hồn hển hai cái chạy chậm hai bước thế mà thật hướng trước điện kim cây cột đánh tới mắt thấy là phải tươi sống đâm chết tại trên đại điện giang giật nhìn thấy tôi như tuyết biến sắc bất đắc sĩ thở dài quát khẽ chậm đá kia tại đại học sĩ thật rất có cốt khí bước chân không có nửa điểm dừng lại hướng kim cây cột đột nhiên đánh tới tại sắp đâm chết tại kim trụ bên trên lúc giang giật sát lục chân ý đột nhiên phóng thích cường đại sát khí lập tức bao phủ toàn bộ cung điện, tại đại học sĩ rất lớn tuổi thực lực lại thấp kém đáng thương bị sát lục chân ý đẻ ép phía dưới, thế mà trực tiếp mất đi. Giang giật sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, mặt lạnh quát khẽ, người tới, đem vị này đại học sĩ đưa về hắn phủ thượng, không cần nhìn quản hắn, nếu là hắn một lòng muốn chết liền theo hắn đi, đừng tại đây điếm ô đại điện. Lư lão tướng quân cắn răng một cái phất phất tay, lập tức có hai tên cấm vệ quân ra đem tại đại học sĩ dơ lên xuống dưới, Giang giật ánh mắt lúc này mới nhìn về phía nhâm đại học sĩ, cười lạnh, vị này đại học sĩ, người có phải hay không cũng phải đuổi theo tiên vương mà đi nếu như là chính mình trở về kết đi đại hà quốc không cần các ngươi loại này hủ nho ngươi nhâm đại học sĩ tức giận đến kém chút thổ huyết đưa tay chỉ giang giật cả giận nói ngươi thì tính là cái gì bất quá là có một ít vũ lực mãng phu thôi nếu không phải lão thần không muốn xem lấy đại hà quốc chôn vùi tại các ngươi những người này trong tay ta đã sớm đi theo tiên vương mà đi